kính thưa quý vị, ở tôi là Nguyễn Ngọc Mùi từ San Jose, Nhật Báo Cali Today và truyền hình Việt Nam. Xin trân trọng kính chào quý vị và cùng thực hiện chương trình theo dòng thời sự của nhà báo Ma Loa Nguyễn Anh Tuấn từ Houston, Texas. À, tình thưa anh, và kính mời anh. Dạ vâng, xin kính chào anh Nguyễn Ngọc Mùi và toàn thể quý khán thính giả của chương trình truyền hình Việt Nam một báo Cali Today từ vùng San Jose cũng như là đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu Internet. Từ thành phố Houston, Texas, chúng tôi rất vui mừng trở lại chương trình như thường lệ vào chiều tối ngày thứ Năm. Xin trở lại với anh Mui. Thưa anh, thì, uh, uh, thời gian vừa qua, cũng như là ở Florida, cũng như ở Arizona, uh, thưa anh thì uh, uh, biết bao nhiêu là sự conflict và đồng thời tranh tr chấp uh, uh, lật nhau, uh, người thì bên người thì chống. À, đặc biệt bây giờ những cái chương trình truyền hình của MSBC, ABC, Fox News vậy thì đưa cái chương trình này rất uh, uh, mấy ngày qua rất là sôi nổi thưa anh đó là chương trình là uh, uh, quyền người phụ nữ về quyền phá thai thưa anh. À. Thì cái điều này là ở Arizona và Florida là một trong những cái tiểu bang thuộc về đảng cộng hòa mà họ rất 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 là khắc khe trong cái vấn đề mà cầm người phụ nữ không được hạ thai trong một thời gian nhất định nào đó, một cái thời gian á, thứ quý vị, rất là quan trọng lắm. điều một điều mà người ta rất là đặt câu hỏi thế này, tại sao là không trả về cho những giới chuyên môn đó là giới bác sĩ và, và ngành y khoa, mà tại sao những nhà làm luật mà họ phải là quyết định những cái điều này, đó là một câu hỏi rất là lớn mà thưa quý vị các nhà làm luật và các chính trị gia cũng chưa có câu trả lời có rõ ràng và người ta đặt câu hỏi ủa tại sao là không trả về cho là cử tri để họ chọn lừa cho, cho 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 cái quyền của họ à, thưa quý vị thì có một số tiểu bang dân chủ họ trả về cho người dân và từ cho người dân tự do họ họ có quyết định nhưng đặc biệt có một số là đặc, đặc biệt đó, đảng cộng hòa thì không biết là sao mà các nhà làm luật mà họ làm luôn luật luôn, luôn của người phụ nữ và họ lấy quyền của người phụ nữ làm luôn điều đó rất là rất là, là không hiểu rất là khó hiểu rồi ở Arizona cũng giống như, như ở Florida thưa quý vị đã bàn rất là sôi nổi à, thì một số người xuống đường biểu tình đòi quyền lợi của mình rồi một số người là ủng hộ không như vậy là đóng vân vân thì không biết rằng là à, năm nay tức là năm general election tức là tổng tuyển cử thì hai ứng cử viên trong đó là bên phía dân chủ thì tổng thống hiện đang kim đó là Joe Biden và bên phía đảng cộng hòa được nó mới được đó là cựu tổng thống Donald Trump thì thưa thưa anh thì cái chuyện này giống như chuyện nhân dân tự về vậy khi nào chuyện bầu cử từ cấp sơ bồi đến cấp tiểu bang cũng liên bang cộng đặt cái vấn đề này vừa rồi ở thành phố của em chẳng hạn ở San Jose ở cái cấp nhỏ ở thành phố cấp ở cao thì cũng đem vấn đề này ra bàn cả rất là sôi nổi sôi sao vậy thì bây giờ đến cấp liên bang nữa thì thưa anh trong thời gian vừa qua thì không biết từ tổng thống Donald Trump thì khi trước đây á, cựu trong thì, à, à, có những lốc á, à, thì chống có những lúc thì binh rồi có những lúc thì à, ở đứng sau lưng của các, các vị thẩm phán tổ các pháp viên á, muốn đứt ngược lại những cái quyết định mà có quyết định đó từ cách đây khoảng hơn 50 năm rồi anh đó thì thứ anh với cái tình hình hiện nay rất sôi nổi và chạy đua vào tòa bệnh ốc những vấn đề quan trọng như thiểu như di dân chẳng hạn rồi uh, biên giới chẳng hạn rồi kinh tế chẳng hạn bây giờ kinh tế thì, thì anh có một vài à, dân biểu đó, thì họ cho rằng kinh tế của ông Trump nó vật mạnh hơn đưa nền kinh tế vật vàng hơn và phát triển mạnh hơn so với ông Joe Biden nhưng những cái à, lời mà đưa ra của các cái dân biểu thuộc đảng cộng hòa bị coi như là đưa ra phép check thưa anh thì có như tất cả mọi cái đều nó nó rõ ràng trước mắt rồi thì tuy nhiên người ta thăm dò cái tỷ lệ hiện nay một số người dân họ à, vẫn tin rằng cựu tổng thống Trump là người làm kinh tế giỏi trong ừ. thời gian 4 năm qua là cựu tổng thống Trump đã đưa nền kinh tế lên và hiện nay tổng thống Joe Biden đó đã làm cho kinh tế là suy sụp đi. Thế nhưng thực ra là khi mà ta đưa phát chắc thì điều rất rõ ràng nó nó nó, trả cái máu thuận một trăm hay là 180 độ so với những là dân biểu họ đưa ra như vậy thưa anh thì đó là vấn đề kinh tế thì bây giờ là kinh tế ông Donald Trump không có một cách nào để mà ông đưa ông ông, ông để, ông giành việc phần thắng của ông nữa thì hiện nay ông nói theo nói thế này ô oh, thế bây giờ giá xăng cao này thực phẩm lên cao này rồi làm phát lên cao này nhưng có cả là họ không đề cập đến là lương bổng cao công an việc làm có vân vân họ 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 cháy cái vấn đề đó đi thì bây giờ họ không còn mọi gì nữa còn về biên giới thì anh thấy là biên giới vừa rồi á, tổng thống Joe Biden công đến biên giới có thể biên giới được ổn thỏa hơn à, thì bây giờ biên giới cũng im lặng rồi rồi bây giờ đến abortion tức là quyền người phụ nữ à, thì bây giờ nội trộm nó cứ, nội, nội trộm nó quyền phụ nữ thì trong thời gian gần đây thôi thì thưa anh cựu tổng thống đó trong nhận định như thế nào và ông tạ lời trong những buổi rally như thế nào về khi người ta đặt câu hỏi rằng nếu như mà ngài trở là tòa đốc thì ngài có là cấm vấn đề quyền của phụ nữ hay không Đặt trường hợp nếu như ngài mà không ngài mà say no thế thì nếu quốc hội thông qua thì ngài nghĩ như thế nào à, thì những câu hỏi biết bị biết bao nhiêu câu hỏi. Thì thưa anh, trong thời gian vừa qua, thì cựu Tổng thống Donald Trump có khuynh hướng và có suy nghĩ như thế nào về cái vấn đề về quyền của người phụ nữ đặc biệt là là phá thai thưa anh cảm ơn anh mùi đã uh, tóm lược uh, phần lớn cái thời sự uh, đề tài thời sự nổi bật uh, hiện nay đó ở tên hoa kỳ họ bàn tán sau khi uh, tiểu bang uh, tại tiểu bang arizona tối cao pháp viện uh, họ đưa ra một cái phán quyết nghĩa là bà con đều giật mình hết. Nó cho thấy là nước Mỹ này đang đi thụt lùi đến 160 năm lần. Nghĩa là khi mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ họ đưa ra cái phán quyết vào tháng 6 năm 2022 họ đảo ngược lại cái án lệ Roe vs Wade tức là họ cũng đã đi thụt lùi đến 49 năm Yeah. tức là từ năm ba người ta công nhận là cái đó là gần như là không có nói chuyện nữa rồi cái đó là cái quyền đương nhiên của người phụ nữ là không thể là mình cấm cản gì hết và năm từ năm 1973 đó tối cao pháp viện lúc đó cũng có nhiều thẩm phán bảo thủ nhưng mà họ cũng đã công nhận rằng là đó cái đó là cái quyền của người phụ nữ được hiến pháp bảo vệ ấy vậy mà rồi nghĩa là 49 năm sau các ông bà thẩm phán và phe bảo thủ đó họ tước đi cái quyền của lựa chọn của người dân đó họ cũng đưa ra cái phán quyết coi như là vứt bỏ sang một bên một cái án lệ nó đã có từ lâu đời rồi từ đó nó mới dẫn đến cái, cái sự kiện mà nó thay đổi cái cục diện tức là nó khiến cho phụ nữ và giới trẻ đó họ đồng loạt họ nói lên tiếng nói chống đối của họ anh Mùi thấy rồi. Đầu tiên là <laughs> phe bảo thủ họ coi cái phán quyết của Tối cao pháp Việt năm 2022 là một cái chiến thắng lớn. Tức là họ nói rằng kể từ năm 1973 là khi mà cho phép cái người, người phụ nữ tự quyền phá thai đấy, họ cho là cái đó là cái xã hội nó suy đổi, nó băng hoại rồi, cho nên họ phải tìm cách chống đối. Họ có nói rằng là tất cả những ông bà chính khách nào mà phe bảo thủ lên là phải đòi cho bằng được đảo ngược lại cái đó, cấm phá thai, vân vân, vân vân. Và bây giờ cũng đã đạt được rồi, là họ cho đó là một cái sự thành công lớn. Nhưng mà thật sự ra nó cũng không phải là cái ngăn cấm, cái phán quyết mà năm 2002 nó chỉ nói rằng là bây giờ chính quyền liên bang không có bảo vệ nữa trên 50 tiểu bang mà là cái hồ sơ này là nó về từng tiểu bang một quyết định tiểu bang nào mà nghiêm cấm cấm thì ổ oh, tiểu bang đó như vậy tiểu bang nào mà cho phép thì là ấy thì quý vị cứ tự nhiên qua mấy tiểu bang khác mà để mà uh, muốn giải quyết vấn đề phá thai an bình đó là cái lập luận như vậy trong thực tế nó ngăn cấm là tại vì phần lớn những cái người phụ nữ mà lâm vào cái cảnh mà cần phải đi phá thai vì những lý do bất khả kháng đó cũng không chịu được đó họ là những người nghèo họ không có phương tiện để mà họ đi đây đi đó được cho nên đó là mình thức cấm đoán rất là nghiêm ngặt rồi bây giờ nó dẫn đến những cái hệ quả mà trong hai năm qua chúng ta thấy xuyên qua những cái cuộc bầu cử đặc biệt mà kể cả cái cuộc bầu cử mà toàn quốc vào năm 2022 mà người ta tưởng rằng làn sóng đỏ sẽ bùng lên đó, thì nó không có là biết lý do là vì sao là vì nó có nhiều yếu tố lắm nhưng mà trong đó nó có yếu tố về cái quyền của người phụ nữ bây giờ người ta không gọi đó là cái quyền phá thai hay là tự do phá thai Họ cố tình cho ai mà mong muốn phá thai phá thai là một thức rất là đau đớn cái người mà thai phụ đó họ đau lòng lắm họ làm nhưng mà trong khi mà cái hoàn cảnh đặc biệt của họ đó họ phải Gọi như là phá thai Tại vì nếu họ mang thai Tiếp tục đó, nó còn khốn khổ Khốn nạn cho họ hơn Trong suốt cuộc đời còn lại nữa Cho nên cái quyết định phá thai Nó là quyết định đau lòng Nhưng mà ít ra Nó còn đỡ đau lòng Hơn là nếu như họ phải mang thai Chúng ta phải hiểu cái tình cảnh đó Cho nên đừng có kết tội người ta Là uh, đảng Dân Chủ Nó phóng túng Nó cho phép phá thai Loạn cào cào lên Thế này thế nọ kia Rồi đưa ra những hình ảnh Giết chết thai nhi vân vân Để mà đánh động cái chuyện đó rồi Bây giờ đó nó đi đến những cái hệ quả mà người dân người ta mới thấy là nó 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 kỳ quặc vậy nó đi thụt lùi lại như vậy và người dân người ta đã biểu tình và người ta nói lên tiếng nói xuyên qua cuộc bầu cử uh, cuộc mà trưng cầu dân ý là tại uh, tiểu bang Kentucky, tại tiểu bang Kansas, tại tiểu bang Ohio, những tiểu bang rất rất là bảo thủ mà đa số người dân họ bỏ phiếu họ chống lại cái chuyện này muốn ghi trong cái hiến pháp của tiểu bang là cái quyền lựa chọn của người phụ nữ trong vấn đề phá thai. Giờ đây họ gọi cái chữ đó là cái quyền sinh sản reproductive uh, uh, right chứ không phải là quyền phá thai. Tại vì nó nó đơn thuần lắm, nó bao gồm cái việc người ta muốn mang con, sinh con, nó muốn lựa chọn nên là quyền của người ta, mình không thể áp đặt được nhất là những cái ông bà ở trên tòa án là những người đàn ông đó họ có mang bầu họ có mang thai đâu có hiểu được đâu mà họ dám ra cái phán quyết đó thì nó y hệt như là mấy cái anh giáo chủ Taliban ở bên cái nước hồi giáo thôi các vị đưa ra những cái đạo luật mà theo cái bảo thủ mà gọi là cực kỳ khắt khe quý vị để quý vị đè đàn áp bắt buộc mọi người dân phải theo rồi sau đó người thấy trong những tháng qua người ta nói ở một số những tiểu bang đó, nó đưa ra cái đạo luật là cấm phá thai khi mà cái bào thai nó mới có cái nhịp tim đập tức là nó mới có sáu tuần lễ mà trong khi đó nó thì nhiều người phụ nữ người ta lúc đó đó người ta còn chưa biết người ta mang bầu nữa mà yeah. lúc đó cấm như vậy đó là một cái thức cấm cắt khe và cái khốn nạn nữa của những người mà gọi là cấm cắt khe như vậy đó là nó không có một cái ngoại lệ nào kể cả khi mà cái người phụ nữ đó bị cưỡng hiếp, bị cưỡng dâm rồi bị là nạn nhân của loạn luân đó họ cũng không cho luôn, nó tàn bạo đến mức độ đó, nó đưa ra cái lập luận điên rồ rằng là cái việc này đó là do thánh ý của thượng đế của Chúa thế này thế nọ kia, cho nên đó là đã có mầm sống rồi là phải bảo vệ cho nó cho tới cùng được. Cái điên điên rồ điên loạn như vậy mà cái đó cũng là một cái ích kỷ khốn nạn nữa tôi muốn nói những cái người mà gọi là bảo vệ cái đó đó nếu như là vợ quý vị con gái quý vị em quý vị mà bị thằng khốn nạn nào nó hãm hiếp đó rồi quý vị có ra mà hô hào rồi là gọi là cần phải bảo vệ cái mầm sống hay không quý vị hãy nói những chuyện đó đi cho nên cái đó là cái cái đạo đức giả cái là khốn nạn rồi nhiều người trong đó có những người Việt cũng vậy nó cái thành phần bảo thủ cái thành phần mà, mà cuồng trâm vân vân họ cũng không biết đó họ nhào vô cái chuyện này họ đưa ra cái hình ảnh lên án nó u chúng ta là những người theo đạo những người Công giáo chúng ta không có bỏ phiếu ờ, cho ờ, ông Joe Biden ờ, chúng ta phải bỏ phiếu ủng hộ ông Trump tại vì ông Trump chống phá thai vân vân chúng ta không tiếp tay nữa rồi ở ngay cái thành phố mà, mà anh mùi đang sống là thành phố San Jose cũng có rất nhiều người Việt Nam cũng nhảy vào cái cuộc đó anh mùi nhớ trong cái cuộc bầu cử vào cái chức thị trưởng thành phố San yeah. Jose đó nhiều người nhảy vô binh vực uh, uh, chống đối bà Linda Chavez nói là chúng ta chống lên tay bà này ủng hộ chuyện phá thai vân vân họ chống cái đó là một cái lập luận nó sai lầm mà nó xin lỗi rất là ngu xuẩn bởi vì sao? Bởi vì quý vị muốn chống cái người đó bằng bất cứ lý do gì cũng được nhưng mà đừng có đưa lý do đó. Cái đối thủ chính của uh, bà Linda JV trong cái kỳ bầu cử mà thị trưởng Sao Jose là ai là cái ông Đương Kim uh, thị trưởng mà ông đó cũng là người của Đảng dân chủ, ông cũng là có cái chủ trương chống bảo vệ cái quyền người phụ nữ thôi. Nó, thành ra quý vị chống như vậy có phải là là mâu thuẫn quý vị ngu xuẩn quý vị không nhìn thấy cái đó hay không là một. Thứ hai, quý vị không có thấy là cái 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 lựa chọn của quý vị đó cấm phá thai đó là nó đi ngược lại cái ý nguyện đa số của người dân tại tiểu bang California. Anh Mùi nhớ trong cuộc bầu cử đó nó có một cái proposition số 1 tức là quý vị có đồng ý hay không và cử tri tại California họ ủng hộ cái này đến hơn 60%. Cho nên đồng ý là cái lựa chọn quý vị nhưng mà quý vị sống ở một cái nước Cộng Hòa tức là theo cái cái nguyên tắc là là đa số là cái cái thiểu số quý vị đó phải chấp nhận cái luật của bên đa số. Cho nên quý vị là có 40 chưa tới 40%, 60% người ta dân chúng người ta ủng hộ là mình phải tôn trọng, mình phải hiểu cái chuyện đó cho nên cứ 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 nặng nặc đưa ra rồi lập luận uh, rằng là chúng ta là theo đạo này theo đạo kia không có được quyền uh, ủng hộ phá thai vân vân rồi kể cả mấy cái ông linh mục mấy cái ông mục sư đưa ra những cái lời giảng đó tất cả những cái hình thức đó là cái là những cái lập luận nghĩa là mang tính gọi là ngụy biện là mang tính đạo đức giả mình đắt mình trong cái trường hợp của cái người nạn nhân mà mang thai đó mình mới hiểu được rồi uh, đó, đấy là cái một số những cái tiểu bang nó đưa ra cái chính sách mà gọi là cấm phá thai 6 tuần lễ, coi như là trong thực tế là cấm phá thai rồi đó. Mà anh mới thấy là trên thế giới hiện nay đó là gần như là đại đa số hơn 90% dân số tại những nước khác đó là người ta tôn trọng cái quyền của người phụ nữ ít ra là trong 3 tháng đầu đó là khi mà cái 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 bào thai nó chưa có tượng hình nó chưa có cái hệ sống được tiếng mỹ nó gọi là viable tức là nó có cái khả năng để sống được thì lúc đó cái việc mà phá thai nó không mang một cái hình ảnh nghĩa là uh, thảm khốc tức là um, giết người giết sát nhân cái bào thai rõ ràng nó 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 là một cái tế bào nha còn bây giờ có cái đám cộng hòa cực đoan nó nói rằng là ngay cả khi mà một cái tinh trùng của người nam mà dính vào với lại một cái trứng của người phụ nữ đó là lúc đó nó mới tượng hình nó gọi là conception họ coi cái đó là mạng sống rồi cho nên họ cấm luôn cái việc mà gọi là giết giết người đó, tức là những cái hình thức mà thụ uh, uh, tin trong ống nhân tạo vân vân đó ai ai uh, vf đó mà nếu mà xảy cho những người mà mà khó sinh con đó rồi khi hồi làm cái đó rồi cái đó, đó thì đôi khi đâu phải là lúc nào cũng thành công có những lúc nó thất bại đó thì những cái tế bào nó chết thì cái đó là cái chuyện đương nhiên mà những người mà khách khe về vấn đề mà, mà uh, Chúng phá thai họ coi cái đó là hành động mà gọi là là phạm pháp là sát nhân và họ đòi nghĩa là sẽ truy tố sẽ phạt những các bị um, bác sĩ vân vân rồi người ta tưởng như vậy là cực đoan rồi không ngờ rằng đó là cái quyết định mới nhất của tiểu bang Alabama đó nó nói là cái IVF những là cái cái cái, 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 cái gọi là cái trứng mà thụ tinh nhân tạo cho ống nghiệm nó là có là được coi như là con người cần phải được bảo vệ một cách tuyệt đối vân vân đó là một cái phi lý rồi. Đúng một cái, cái ngày thứ ba vừa qua, chúng tôi không nhớ rõ thứ ba hay thứ hai vừa qua đâu. thì tối cao pháp viện tại tiểu bang Arizona, họ đang xét xử một cái vụ án. rồi họ nói là bây giờ chúng ta, người dân tại Arizona phải tuân theo một cái đạo luật nó có hiệu lực từ năm 1864 và cái đạo luật đó coi như là ngăn cấm tất cả những cái hình thức phá thai và những cái người mà mà bác sĩ hay làm những cái chuyện đó đó tiếp tay cho người phụ nữ là phải bị trừng phạt phải bị phạt tù một năm đến ba năm vân vân ừ. mà chúng ta thấy năm 1864 đó Arizona nó chưa là một cái tiểu bang của Hoa Kỳ nữa nó chỉ là một cái vùng đất của 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 gọi là territory thôi sau đó nhập vào mà lúc đó nó có năm ba cái ông bà à, à, thẩm phán ra đưa ra cái quyết định đó dưới cái mắt anh mùi nó nhớ rằng là vào cái thời điểm đó đó phụ nữ cái luật pháp nước mỹ và những cái tập tục truyền thống để mà bảo vệ luật pháp đó đó nó 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 bảo thủ đến cái mức độ đó là nó không coi người phụ nữ ngang bằng với người nam Tại vì sau này đó, 1911 thì phải mới có được một cái tu chính án nó cho phép phụ nữ được đi bầu. Rồi sau này đó, 1950 mấy, sau mấy chúng tôi không nhớ rõ, phụ nữ tại Hoa Kỳ mới được quyền đi mở một cái nó account. Tức là nó, bây giờ mình nhìn thấy mình tưởng là Hoa Kỳ tiến bộ lắm, nhưng mà thật sự ra mình nhìn ngược lại lịch sử đó. Hoa Kỳ 100 năm trước đó, nó cũng nghĩa là còn rất là bảo thủ nó cũng có những cái tập tục nghĩa là mình nói giống như là manzi mỗi Rợi, giống như là những cái hồi giáo đó, nó xem thường phụ nữ nó đè bẹp người phụ nữ rất là nặng lắm chứ không phải không cho nên người ta phải tranh đấu uh, uh, miệt mài rồi từ đó nó có những người phụ nữ can đảm nó có cái phong trào mà người ta những người phụ nữ người ta mặc cái áo trắng đó thưa anh, anh, anh mùi để yeah. mình nói lên cái, cái cái sự mà tranh đấu cho cái quyền của người uh, phụ nữ cho nên cái phán quyết mà của um, tối cao pháp viện Arizona đó nó cực đoan nó đi thụt lùi một cách nghĩa là là, là 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 thê thảm như vậy đến nỗi là những cái tay bảo thủ cực kỳ bảo thủ của bên cộng hòa mà trước đây đó hung hăng gọi là ủng hộ cái chính sách mà gọi là chống phá thai cũng phải lên tiếng phủ nhận nói rằng là cái cái phán quyết này nó 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 quá nó 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 quá yeah. là, là, là là cực đoan rồi anh ngồi thấy không yeah. người đó là ai người đó đầu, đầu tiên là uh, Donald Trump À, đó nó trong khoe khoang rằng là, là tôi ơi nhờ tôi nè tôi bổ nhiệm cho ba vị thẩm phán tối cao pháp viện như vậy đó vào cái tối cao pháp viện cho nên họ mới có cái đa số sáu người họ lật ngược cái án lệ Roe v. Wade đây là cái thành quả mà tôi ờ, ờ, trao lại cho phe cộng hòa vì quý vị bỏ phiếu ủng hộ tôi đó nhưng mà rồi khi mà đưa ra cái vấn đề là người khi người ta hỏi rằng là ông có đồng ý ủng hộ là nếu ông đắc cử tổng thống đó ông sẽ tìm cách thông qua cái đạo luật cấm phá thai trên toàn nước Mỹ hay không thì đó nó nó không ông không có làm cái đó à, cái chuyện nó nên để tiểu bang quyết định này nọ kia à, đó là ý nguyện của dân thì đúng cái đó là ý nguyện của dân nhưng mà tại sao đó nó nói câu đó câu đó câu đó, câu đó là nó nói đúng nó khôn nhưng mà tại vì cái khôn là cái khôn ma lanh của Donald Trump không muốn thất cử tại vì nói đến việc cấm phá thai là phe cộng hòa sẽ thua thua nghĩa là từ chết tới bị thương khi nó đưa ra để cho người dân bầu cử đó là trường hợp người đầu, người đầu tiên là Donald Trump đảo ngược như vậy mà cái đảo ngược đó là do tính toán ma đầu vì cái quyền lợi thôi chứ không phải đảo ngược như vậy vì bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ người thứ hai là ai bà Carrie Lake ở ở tiểu bang Arizona. Bà này đó là một nhân vật nổi tiếng bà là sướng ngôn viên rất ăn khách tại thành phố Phoenix trong vòng 20 năm bà nó rất lưu lắm. Bà chỉ có cái tật cái tội thôi là bà cuồng trâm cho nên trong cái cuộc bầu cử năm 2022 đó bà cũng giống như Donald Trump nói rằng là bầu cử là là có gian lệnh mà ra ứng cử và thua và thua kiết khao và giận và kiện cáo này nọ kia đến nỗi giờ đây đó bà bị những cái nhân viên tổ chức bầu cử tại Maricopa County kiện bà về cái tội bà vu khống và bây giờ bà ra ứng cử chức vụ mà nghị sĩ liên bang bà biết rằng đó với cái thành tích dối trá như vậy bà sẽ thất cử cho nên bà nói rằng là thôi khỏi cái cần uh, kiện cáo mà chỉ mất công ông quan tòa cũng muốn nói rằng là đóng bao nhiêu tiền phạt tôi sẽ phạt cho rồi xong bà mới đây bà lên tiếng luôn bà nói rằng không tôi không có quyết định ủng hộ chuyện này mặc dù là tôi là người phụ nữ vân hãy để cho người phụ nữ quyết định chứ không phải để cho những ông quan tòa tại sao đến giờ này họ mới nói câu đó tại sao trước đây họ không họ không áp đặt anh mua biết rồi họ lợi dụng cái việc mà họ nắm đa số tại quốc hội chẳng hạn như ở tiểu bang texas chẳng hạn như tiểu bang florida chẳng hạn như ở tiểu bang wisconsin ở những tiểu bang khác vân vân đó họ đâu có nắm đa số đâu nhưng mà họ đâu có nói cho người dân biểu quyết đâu họ nắm cái đa số họ thông qua những đạo luật thay đổi cái quyền đi bầu cả nó bầu đó. rồi họ áp đặt cái việc mà gọi là mà cấm người phụ nữ phá thai vân vân Họ, đâu, họ đâu có hỏi cái chuyện đó. Cái đó là cái thẩm quyền của người phụ nữ duy nhất và cái người bác sĩ là cái người chăm sóc y tế cho họ thôi. Còn họ nhân danh cái gì? Họ nhân danh đạo lý, họ nhân danh tôn giáo, vân vân Xin lỗi, họ đem về nhà của họ đi. Họ coi coi vợ con của họ đi. Nó có nghĩa là là không có mang bầu, không đi chơi ngoài kia mang bầu rồi uh, nghĩa cũng phá thai như người khác. Nhưng mà tại người ta có tiền, người ta có phương tiện và người ta giấu những cái chuyện đó mà thôi cho nên chúng ta thấy ở đây đó, nó có cái sự mà dối trá trong cái 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 cái, cái việc làm mà vì quyền lợi. Rồi ở tại um, uh, tiểu bang uh, uh, Florida đó thưa với anh mùi, anh mùi biết rồi Florida là nó có một cái tay thống đốc cũng rất là ma đầu, cũng rất là bảo thủ, uh, là Ron DeSantis. nó nắm đa số, nó cũng thông qua cái đạo luật đó, cấm phá thai 6 tuần lễ. Nhưng mà anh mùi biết cái cái đạo đức giả, cái khốn nạn của Ron DeSantis á là khi nó ký cái sắc lệnh này đó, tại vì đa số dân biểu và nghị sĩ cộng hòa đã thông qua cái đó bảo thủ nó cố tình nó nó, nó đi thay hướng Khi Ron DeSantis ký cái đó anh có biết anh ký lúc mấy giờ không? Anh ký hình như là năm sáu giờ sáng rồi đó. Sáng rồi giờ, à? Hả? Không có tivi coi này kia để không ai biết à gì đó. À rồi bà cũng không có hãnh diện cái điều đó nữa này kia đâu tại anh biết là anh nhìn cái kết quả kia là anh biết là là là, là... Mình đưa ra cho chúng quy trình rồi đồng thời đó thì cái làn sóng phản đối ở Florida đó nó mới nói rằng là ok bây giờ chúng ta đưa cái vấn đề này ra một cái cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11 này mà bây giờ Ron DeSantis cũng nói rằng là cái đạo luật này đó đạo luật mới ký mà cấm phá thai sau đó sẽ không có thông qua được đâu tại của nó điều cực đoan cho nên chính cái thằng Ron DeSantis nó còn nghĩa là không có chấp, nhận nổi cái đó y hệt như là mà, Donald Trump như vậy cho nên chúng ta thấy những cái cái tay đó nó 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 nó, nó, nó rất là 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 khốn nạn nó lên tiếng nó bảo thủ nó đàn áp người ta đến khi nó biết là những cái đó mà bị backfire bị phản ứng ngược á thì nó tìm cách nó thay đổi nó tìm cách nó dối trá để làm chi để nó mong là người ta đừng có nhìn thấy cái đó đừng có biết cái đó và đó là cái điều mà donald trump đang lo sợ nhất tại vì một trong những cái hậu quả tai hại nhất mà như anh mùi nói là bây giờ phe cộng hòa và donald trump không còn cái suy nào để nói để tấn công đối phương nói về kinh tế thì là coi như kinh tế khởi sắc rồi cho dù là những tin tức mới nhất nó cho biết là cái lạm phát nó có tăng lại một chút xíu nhưng mà gần như là không có đáng kể nó khoảng ba mấy phần trăm mà thôi trong khi tất cả những cái con số kinh tế khác đều rất là tốt đẹp về vấn đề biên giới đó thì người ta đã thấy cái dối trá của nó khi mà ông joe biden và phe dân chủ đã đồng ý nhượng bộ nhiều rồi trong cái việc mà uh, giải quyết vấn đề mà biên giới đồng thời đó là mình phải thông qua cái đạo luật mà Uh, chuẩn chi ngân viện uh, quân viện cho Ukraine cho uh, Israel nhưng mà phe Cộng hòa và Donald Trump không muốn thông qua tại vì thông qua thì coi như là một thắng lợi của ông Joe Biden chính quyền Joe Biden cho nên họ không còn cái 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 điều gì để mà nói nữa cho nên họ uh, và và nếu mà nói đến cái vấn đề mà, mà gọi là cái quyền phá thai đấy thì họ sẽ bị thất bại từ thua từ nặng đến nhẹ từ chết đến bị thương mà thôi cho nên không có cái cái issue nào khác đó cho nên đây là cái sim mà phe cộng hòa và donald trump lo sợ nhiều nhất và từ đây người ta mới thấy cái gọi là để cho cái chính quyền tiểu bang nó quyết định nó, nó tai hại như thế nào là đó có những cái tiểu bang nó bừa đến mức độ nó đi thụt lùi và lịch sử là như vậy cho nên đó là những cái điều mà đáng lên án giữa lúc mà chúng ta anh em chúng ta đang nói về cái đề tài mà gọi là cái chuyện mà cái phán quyết chống phá thai ở tiểu bang arizona nó gây xôn xao thật sự ra nó chỉ là một cái đề tài gây xôn xao trong nội địa nước mỹ mà thôi thưa với anh mùi trong khi đó trong khi tình hình trên thế giới nó có nhiều cái vấn nạn quan trọng hơn chẳng hạn như bên vùng trung đông nó có cuộc chiến gaza nó chưa biết là nó đi đến đâu nó có thể nó, nó làm cho cái tình hình mà trên thế giới nó, nó không có được yên bình rồi cái cuộc chiến uh, mà nga tấn công tại ukraine đó mà trong khi đó ukraine đang rất rất cần cái sự mà viện trợ của um, uh, uh, hoa kỳ để có thêm vũ khí mà cái chương trình mà viện trợ mà 60 tỷ mỹ kim đó là đang bị uh, ông Mike Johnson tìm cách để mà dìm để mà ngăn cản vân vân rồi cái tham vọng báo quyền của bên trung cộng đó là có thể khuynh uh, loát cái vùng thái bình dương vân vân cho nên trong cái ngày hôm nay trong ngày qua ngày hôm nay đó thì tại thủ đô DC cũng có một cái đề tài thời sự rất là sôi nổi, rất là quan trọng đó là cái cuộc họp mà thượng đỉnh uh, uh, tam phương chứ không phải là song phương giữa tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ và ông uh, thủ tướng Kishida của uh, Nhật Bản và ông tổng thống Ferdinand Marcos Jr của Philippines. Họ muốn nói liên kết chặt chẽ hơn nữa những nước tại vùng uh, Thái Bình Dương để mà có thể đối đầu với cái tham vọng báo quyền của Trung cộng ở vùng biển đông với cái tính hung hăng của Bắc Hàn muốn nghĩa là thử lửa các vũ khí nguyên tử vân vân cho nên họ tức là phía bên Hoa Kỳ và các nước đồng minh khác đó họ muốn kết chặt thành một cái khối để mà họ ranh đe cho những nước kia là chớ có cái tham vọng mà quỷ phá y hệt như là Hoa Kỳ và khối NATO đó, họ phải biểu dương cái sức mạnh để mà ranh đe là Nga và Putin chớ có vọng động, đừng có cái tham vọng như vậy, cho nên đây là một cái đề tài hết sức là lớn, hết sức là đáng chú ý, nhưng mà À, um, chúng ta không có đủ thì giờ để mà khai thác cái chủ đề chúng ta chỉ khai thác đến chúng ta chỉ nói đến cái đề tài về mà cái quyền uh, phá thai của người phụ nữ đó đang được tranh luận rất là gây gắt nhưng mà qua đó chúng ta mới thấy được cái bộ mặt dối trá cái bộ mặt giả dối của các ông bà chiến khách của đảng cộng hòa về cái đề tài này đặc biệt là những người trong cuộc như là trường hợp của bà Kerry Lake đặc biệt là của trường hợp của Donald Trump và khi nói đến cái đề tài này đó chúng tôi không thể nào không nói đến một cái câu thành ngữ rất là phổ thông tại Hoa Kỳ mà trước đây chúng tôi đã nói rồi mà tại vì cái này thì chúng tôi cũng học được từ các nhà truyền thông Hoa Kỳ đó họ phân tích đó họ đưa ra cái câu thành ngữ đó là phe Cộng hòa phe Bảo thủ vào cái sau khi họ nhận được cái phán quyết của tối cao pháp viện vào tháng 6 khi mà đảo ngược cái án lệ rô và dưới quê họ coi đó là thành công nhưng mà lúc đó nhiều người ta nói cái thành công này là cái thành công mà gọi là 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 chẳng được đi đến đâu hết đó thì người ta nói rằng phe cộng hòa đó ở rơi vào cái tình trạng mà nó gọi là cái thuật ngữ cái thành ngữ cái câu thành ngữ nổi tiếng ở bên mỹ đó anh ngồi nó nói là khi con chó nó rượt đuổi theo cái chiếc xe hơi thì nó làm cái gì thì cái câu này nó hay lắm thưa anh mùi nó có nhiều nghĩa lắm mà ừ. thưa quý thính giả nếu quý vị không có uh, um, Rành về tiếng anh đó thì ở đây chúng tôi không có lạm bàn về mà uh, giải dạy, dạy về giải thích về về chữ nghĩa kia nhưng mà chúng ta cũng hiểu được chút xíu để có cái lý thú như thế này nè anh mùi và quý khán thính giả biết đó con chó nó trước nhà đó nó thấy ai ch chạy ngang đó là nó sủa thành cái thói quen rồi không? mà ừ. xe hơi đang chạy nhanh đó, nó lại càng sủa to nữa rồi nó sủa xong đó, nó làm cái gì nó chạy 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 theo nó chạy làm như là nó kiểu như là nó rượt được kia rồi nó chạy đến nơi chân là đến đoạn đó cái xe nó ngừng lại thì anh chạy anh bắt kịp rồi con chó tiếp tục nó sủa thì nó làm cái gì nó chỉ biết nó sủa thôi thì bây giờ khi mà cái con chó mà tìm cách rượt đuổi theo một chiếc xe hơi chạy đó nó có những cái kết quả như sau một đó là nó cố gắng nó chạy quá mà nó nó sơ sẩy là nó có thể bị xe cán chết <laughs> tại vì nó chạy được nó là cho nên nó chỉ chuốc họa mình thôi thứ hai đó à, nó chạy sao? tới nền đó, nó sủa nó bên mặt thôi mà nó không biết làm gì hết đó tại vì nó nó tưởng là nó, nó sủa nó nó, nó nó rúng lên nó ra cái điều ta đi nó chạy nó làm được cái gì đâu chứ người ta ngừng lại như vậy thôi anh không biết làm gì anh cũng tẻn tò nó đi vô vậy thôi cho nên đó, cái thái độ cái người ta nói cái tình trạng của phe cũng mà ô quý vị 50 năm quý vị đòi nghĩa là tảo ngược cái án lệ Roe vs Wade để quý vị cấm phá thai rồi bây giờ quy được rồi quý vị có làm gì đâu chơ mất ra đi ra để cho người dân mà bỏ phiếu tại tiểu bang Kansas tiểu bang cực kỳ bảo thủ là rồi thêm một cái tổng giáo phận công giáo đây bỏ ra mấy triệu Mỹ kim để mà vận động chống lại cái đạo luật mà gọi là cho phép phá thai đó rồi cũng bị thất bại một cái thê thảm khi mà đa số cử tri tại đây trong đó có rất nhiều người phụ nữ đảng cộng hòa bỏ phiếu chống mà nó không có quyền của người ta quyền tự do của người phụ nữ ken tức kỳ cũng vậy Ohio hai ở đây cũng vậy luôn và bây giờ đây là đến phiên arizona arizona quan trọng là như thế nào arizona là một cái bảo thủ bảo một cái tiểu bang bảo thủ lâu đời nhưng mà gần đây thì nó bắt đầu nó hơi chuyển hướng bắt đầu từ năm 2020 đó thì là ông Joe Biden mới giành được cái chiến thắng tại đây, thắng uh, uh, Donald Trump chỉ có khoảng mười mấy ngàn phiếu thôi. Rồi trong cái cuộc bầu cử năm 2002, cái chức vụ uh, thống đốc, chức vụ mà uh, bộ trưởng bộ Tư pháp, uh, chức vụ bộ trưởng uh, bộ hành chính là đang từ uh, của bên Đảng Cộng hòa tuột sang bên Đảng Dân chủ. Rồi những cái chức vụ nghị sĩ liên bang cũng thua từ bên đảng cộng hòa thua sang tại vì thua khít khao lý do là vì sao là tại vì cái làn sóng của những người cuồng trump tin những người chối bỏ cái kết quả bầu cử nó gọi là election denier những người lập lại cái lời dối trá của Donald Trump rằng là bầu cử năm 2020 có gian lệnh cho nên những người đó đó nó gây ra cái sự chia rẽ trong nội bộ của đảng Cộng Hòa và do đó nó khiến cho đảng cộng hòa thất cử trong cuộc bầu cử tháng 11 chung kết và do đó Arizona tiếp tục á, trở thành là một tiểu bang chiến địa và người ta nói rằng là trong cuộc bầu cử năm 2024 lần này đó thì cái hy vọng lớn nhất của ông Joe Biden thắng cử là, là chỉ cần có ba cái tiểu bang ở uh, 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 miền uh, uh, đông bắc đó là Michigan, Wisconsin và Pennsylvania bỏ phiếu cho ông Joe Biden. Thì cái đó là một cái bức tường, bức tường uh, màu xanh để mà bảo vệ. Còn những tiểu bang như là Georgia hay như là Arizona năm 2020 đó, có bỏ phiếu cho ông Joe Biden thắng khít khao giờ đây nó cũng có thể nghĩa là trở về phía, phía đảng uh, Cộng Hòa tại vì đây là những cái nơi mà phía Cộng Hòa nó có lâu đời rồi và họ sau cái thất bại năm 2020 đó thì họ cải tổ, họ củng cố lực lượng nhưng giờ đây với cái issue, với cái đề tài về gọi là cấm phá thai nghiêm ngặt qua cái phán quyết mà mới đây của tối cao pháp viện Arizona đó thì cái điều này nó sẽ khiến cho cử tri tại Arizona họ sẽ siêng năng đi bầu để mà chống lại tất cả những cái ông bà nào mà ủng hộ cho cái điều này. Điều đó nó giải thích tại sao Kerry Lake rất lo sợ phải lên án cái phán quyết này mặc dù là một tháng trước đó bà còn ủng hộ cho chuyện đó. Điều này cũng khiến cho tại sao mà Donald Trump phải lên tiếng để mà Uh, phú phủ nhận cái 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 phán quyết này nói rằng nó đi quá xa cần phải dẹp bỏ và uh, um, cử tri tại um, uh, Arizona đó họ cũng đã đi quyên góp là hơn 500 trăm ngàn chữ ký để mà đưa cái hồ sơ này ra trong cuộc trưng cầu dân ý mà trong khi luật lệ nó chỉ đòi hỏi là 384 ngàn thôi là đủ rồi mà chưa gì họ đã lấy 500 ngàn. Và Donald Trump cũng còn tiên đoán rằng là cái cuộc chân cầu dân ý sắp tới đó họ sẽ đảo ngược lại cái phán quyết mình sống ở cái thời đại 2024 không thể nào mà mình tuân theo một cái đạo luật nó đã có từ năm 1864 cái chuyện đó là cái chuyện hoàn toàn là phi lý không bao giờ đi ngược lại cái thời mà anh Lông ở lỗ kiểu mà, mà mà gọi là 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 xưa cũ một cách khắt khe như vậy đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị biết và nếu có thì giờ đó Chúng tôi sẽ đi vô chi tiết để cho thấy rằng là không phải là Donald Trump chỉ có đảo ngược lần này thôi mà Donald Trump đã nói dối, lệch lọng tổng cộng 15 lần về cái chủ đề cái quyền phá thai này trong vòng nghĩa là từ khi ông ta nhảy ra tham dự về chiến trường mà đó là một cái bằng chứng cho thấy một cái con người lật lọng như vậy thì nó có xứng đáng để mà quý vị tung hô, để mà quý vị ca ngợi, để mà quý vị tôn sùng nói như là một thánh sống hay không, như là một thiên sứ hay không. Xin trở lại với anh Mùi. Dạ, thưa anh, phải trở lại cái cái, cái 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 luật ở Arizona, thưa anh, thì đạo, đạo luật Arizona bây giờ là khắt khe quá. Thì ở trong đó có những cái điều khoản thế này, nếu như mà ai phù giúp cho những người phá thai hoặc là ai mà phá thai thì sẽ bị tù từ 2 đến 5 năm. Thì anh còn nhớ thời kỳ ở, ở Texas không? tức là có ra cái điều luật mà nữ như mà ai biết mà không báo cáo dạ nó còn thêm cái khốn nạn nữa dạ yeah, đúng <laughs> ở thế sao này còn khổ nạn hơn nữa đó. biết ừ. mà không báo cáo còn bị tù nữa mà ừ. nếu nữ như biết mà chỉ điểm á, thì được thiên thưởng thì không thế nó 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 làm xáo trộn luôn tất cả những cái mà ừ. mà con người bình thường suy nghĩ đó. thì Arizona thì anh thấy bây giờ cái luật này á thực ra cái phản cái, cái phản quyết cái đạo luật năm 1864 á bây giờ Arizona lập lại là như thế nào Arizona lập lại tức là những ai mà phụ hay là làm phá thai tức là vì tù từ hai năm đến 5 năm rồi mà cái luật này á thứ anh cái luật vừa rồi á mà Arizona bây giờ ban thành luật á tức là cấm phá thai ngay từ thời điểm mà thủ thai tức là khoảng 6 tháng à sáu tuần á mà trong khi nhiều người phụ nữ họ không biết là mình có thai không có thai nữa. Đó. Thì cái luật này á được soạn thảo từ đầu, được soạn thảo vào năm 1901. Và lần thứ hai được soạn thảo vào năm 1913. nên bây giờ Arizona là, là, là áp dụng đó. Cái điều này người ta cũng à, à, lo ngào cho những người nghèo mấy cái này mà lo có nói á À, thật ra Arizona thì gần à, cả các tiểu bang à, um, Cali chẳng hạn, trong này tiểu bang dân chủ thì có thể người dân ở Arizona có thể đi qua ở Cali có thể mà à, tiếp cận cái à, cái à, cái quyền của mình được được như thường. Đó. Nhưng có cái khi một người nghèo á thì họ đâu có đủ phương tiện để, để đi ăn. Là từ Arizona họ nếu như đi đến một nơi mà có thể hoặc là Uh, bệnh xã hoặc là bệnh viện mà có thể giúp cho mình phá thai thì mức ít nhất là 240 dặm. à, thì như, như vậy xa như vậy thì những người nghèo thì họ, họ, họ không có phương tiện thậm chí anh thấy đi đi bao không nữa mà dùng xe hơi để đi bao của uh, những cái điểm mà, mà, quy định á nhiều khi họ không có xe rồi đi nữa anh huống cho bây giờ đi, đi làm một chuyện đó nữa còn ở Florida nếu như mà ai ở, ở phía Nam Florida nếu như mà muốn đi để mà mà quyết định tức là mình không giữ cái bào thai đó thì phải đi qua một cái tiểu bang mà tiểu bang được đó cho phép thì tiểu bang đó ở đâu thì ở South Carolina thì mức ít nhất là 620 mai 20 dặm thì cho đó anh thấy là cả cái tiểu bang Florida Arizona họ biết cái điều kiện đó của những người nghèo đó, Chứ đó là khó khăn cho những người nghèo thưa anh thì ngay cả tổng thống Donald Trump khi mà ông tài chức á, thì ông nói Ờ à, thì ông đồng ý cho phép là 20 tuần. nếu ông okay, cộng được. À, thì anh thấy là vừa mới đây thì ông nói là Ồ, đồng ý 15 tuần. rồi đồng ý 6 tuần. Đó, thì ông, 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 thay đổi rất nhiều. Thì anh để khi... À, à, để mà đi qua cái phần mà ông Donald trong nói lão như thế nào ông thay đổi lập trường ông như thế nào để 15 lần á, thưa anh cái, đề, cái một phần cái này anh nói vấn đề mà à, 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 là bây giờ cuộc chạy đua vào tòa bệnh ốc ở trong đó có vấn đề mà di dân thưa anh thì anh có thể uh, đề cập di dân một tí tại vì sao thì em có đọc được một số mà bình luận hoặc là một số bàn tảng trong cộng đồng Việt Nam mà nó nói là di dân thì điều này thật hư như thế nào anh nói bây giờ chính quyền Joe Biden mơ cho di dân vào tài với trong mua bầu cử và di dân vào thì họ có quyền bầu cử họ có quyền đi bỏ phiếu cho, cho 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 phía đảng dân chủ rồi họ có quyền là có thể sanh, họ có quyền ở lại Mỹ họ có quyền đi làm việc rồi họ có quyền hưởng được uh, trợ cấp ăn sinh sôi vân vân đó thì cái điều đó là hư thực như thế nào thì anh có thể anh 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 anh, 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 anh theo từ mà đọc hiệu của anh anh có thể phân tách một một tí để cho một số mà khảo thịnh giả của truyền hình Việt Nam mình đó họ có thể là biết được cái sự sự thật như thế nào thì bên cạnh đó thì nếu như em được biết thứ anh trong một bài báo cáo vừa rồi ấy, thì trong cái nền kinh tế của Mỹ là thời gian mà covid á 19 chín thì anh thấy là công an việc làm rất mất rất là nhiều rồi bây giờ lao động lại thiếu nữa đặc biệt là lao, lao động á về uh, những cái công việc mà người Mỹ không làm giống như làm farm chẳng hạn về đồng áng chẳng hạn hoặc là trong những uh, cái cơ sở mà nặng nhập này kia đó để anh Thị hoặc là hạ, hạ, hạ tầng cơ sở làm đường làm xã này cái nọ thì một số mà di dân có giải phép vào tạm thời thôi thì bù đắp được một số công việc đạt mức do đó nâng được cái nền kinh tế đi lên à, thì rồi những người mà đi vào bất hợp pháp á, thì họ họ đâu có quyền mà đi bỏ phiếu họ đâu có nhận được tiền trợ uh, cấp an sinh xã hội thì điều đó hư thật thế nào nếu anh uh, uh, đọc qua những cái tài liệu anh biết thì anh có thể trình bày một chút trước để cho uh, khán thính giả của truyền hình Việt Nam mình uh, đó thì họ hiểu rõ hơn một tỷ là thay vì họ ngồi nhận rằng là ở là bên uh, chính quyền Joe Biden mở cửa cho là hàng trăm ngàn hàng triệu người dân để họ lại phiếu thưa anh dạ vâng à, cái đây là một cái đề tài rất là lớn thưa với anh muội à, yeah. Nó có nhiều cái cái ấy lắm cho nên nếu mà mình nói một cách ngắn gọn nó cũng không có nói cho nó đầy đủ được hết và mà nếu mà mình phân tích vô nhiều quá nó thì nó sẽ uh, chiếm um, thời gian uh, rất là nhiều nhưng mà tôi, chúng tôi sẽ cố gắng uh, coi như là lật tẩy những cái liệu dối trá đó rất nhiều những người Việt Nam mà gọi là bảo thủ cuồng Trump đó thì mở miệng ra thì họ nói là tự cười thời ông Joe Biden là không mở cửa toàn biên giới và họ nói rằng là uh, cái vấn đề mà xây bức tường là đúng rồi là mình là một quốc gia thì mình phải có bức tường hàng rào này tức là những cái người nó đó, đó là những người nói mà không biết mình nói cái gì lặp lại như con vẹt một cách ngu dốt mà thôi. Chẳng có cái chính quyền nào mở cửa toàn biên giới cái biên giới nó vẫn có như vậy rồi nó có từ lâu rồi là một thứ hai là cái biên giới ở miền nam đó, nó dài như vậy ờ, giữa miền nam nước mỹ với là mexico đó nó có những cái vùng nó coi như là cái biên giới thiên nhiên mình không cần phải làm một cái hàng rào gì hết ờ, là cái, cái 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 con sông và cái sa mạc đó, tức là đi qua bên đó đó là những người đi mà tìm cách mà vượt biên đi đó là không thể nào sống sót được hết. Tức là chết vì thời tiết nóng quá hay lạnh quá rồi. Và có những sông hộp. Có những cái vùng mà có cái cổng biên giới đó. Ở bên uh, phía Brownsville là một ở Tijuana, ở bên um, uh, California, rồi ở bên um, uh, cái cửa ngõ El Paso Ờ, ở bên Texas đó, có những cái chỗ đó là nó có cái cổng vào biên giới nó xét uh, kỹ lưỡng dĩ nhiên cũng có một số những cái người dân nó, nó len lỏi nó chui vô uh, gầm xe hay chui phòng xe đi thì nó vẫn lọt sang được okay. rồi cái dân chúng đó họ đổ dồn vô những cái chỗ cửa ngõ biên giới đàng hoàng nhưng mà họ nộp đơn họ xin nộp đơn tị nạn thì là chúng ta phải chấp nhận thôi và cái luật của Hoa Kỳ nó đi theo những cái nước mà gọi là tôn trọng cái công ước uh, uh, quốc tế về nhân quyền. 351, dạ. sau dưới đó là mình phải mở cửa đón nhận những người đó vào, nhận cái đơn rồi sau đó mình cú xét coi họ có đủ điều kiện để xin tị nạn hay không tị nạn và mình và trong cái thời gian đó đó khi mà họ đang chờ đợi đó thì những người dân đó có thể đó họ len lỏi họ đi ra ngoài họ đi đến những cái nơi khác mà có bà con ở đó rồi để họ đi tìm việc thì họ trở thành là những người di dân bất hợp pháp họ không có giấy tờ cái tình trạng đó cái con số đó nó khoảng là 10 ngàn người 10 uh, 10 triệu người ví dụ như vậy cái là họ mỹ lâu năm rồi nhưng mà họ không phải hợp pháp đó là cái tình tình mình gọi là di dân ngày xưa người ta gọi chữ là di dân lậu giờ đây người ta gọi là những người di dân không có giấy tờ còn cái ở vùng biên giới đó họ qua em mùi thấy rồi ở người những điều an donald trump nói rằng tôi xây cái bức tường nghĩa là dài gần hai ngàn mau tôi bắt uh, mấy tay cơ nó phải trả tiền từ ông tổng thống cho tới thằng dân mexico nói một peso tao cũng không nhả nữa, mày làm gì tao rõ ràng nó là không làm gì được hết mà bỏ ra mấy chục tỷ mày làm đó thì người ta đã phản đối rồi cái đó là phí phạm làm sao mày làm được mà thứ nhất đó là anh muốn xây cái bức tường đó là anh vi phạm rồi nhiều thứ rất là tốn kém anh phải mua lại đất đai của rất nhiều những cái người mà chủ những cái vùng đất như vậy lấy tiền đâu để mình trả mình xây cái hàng rào rồi ở bên uh, uh, tiểu bang uh, uh, Arizona anh mùi có nhớ cái ông thống đốc trước đây là của phe cộng hòa đó ông cũng đi thuê mấy cái thùng container rất là to ông dựng lên trên đó nó móp méo mà mà dân chúng nó muốn leo qua nó vẫn leo được cuối cùng là ông cũng bị xử thua nói là phải dẹp đi đông ra mất tốn tiền bạc một cái phí phạm vân vân rồi cái những cái gọi là bức tường mà xây đó là những dân kia nó nó lấy ra nó, nó nó vẫn có cái thang nó leo qua được như thường, là. <laughs> là cái thang là là cho nên ừ. cái vấn đề cái vấn đề mà giải quyết vấn đề này đó, nó nó là một cái vấn đề nó rất là rộng lớn nó gọi là comprehensive một mặt đó, mình phải cần làm những cái bức tường ở những cái nơi nào mà cần thiết thứ hai đó là mình phải trang bị cái máy móc tối tinh để làm chi để mình coi coi những cái xe hàng sẽ chở nó chạy ngang đó bên trong nó chứa người hay không đó là phải có những cái máy để mà nó đo cho nên mình phải đầu tư cho cái cơ quan mà gọi là biên phòng mình phải bỏ tiền ra mình thuê mướn thêm cái nhân viên border patrol để mà nó có thể kiểm soát đó rồi mình phải cần thuê mướn thêm rất rất nhiều những vị quan tòa xét xử về cái hồ sơ di dân chủ. để ừ. mà họ có thể mà họ clear up. Tại vì cái backlog đó, cái hồ sơ nó lên đến cả triệu hồ sơ như vậy đó. Tại vì không giải quyết được thì mình đâu thể là trục xuất người ta ra được. Cho nên cái thành phần mà di dân mà nó nộp đơn mà nó đang chờ cứu xét đó thì là trong thời gian đó chẳng lẽ nó ngồi không nó, nó qua đi kiếm việc làm này kia để nó nuôi sống thì nó trở thành là những người di dân bất hợp pháp, nó không có giấy tờ. Nhưng mà nếu mình clear up, mình có thuê thêm cái ngân sách để mình thuê các luật sư, uh, cái thẩm phán giải quyết đó, thì mình giải quyết. Họ không có làm phe cộng hòa là cái phe nó ngăn cấm, nó cắt bớt những cái chương trình mà là tài trợ như vậy. Là... Cho nên cái dự luật mà chính quyền Joe Biden phối hợp với lời phe cộng hòa thượng viện đó qua cái ông nghị sĩ Mark Leno, California đó, trong đó họ có thêm cái số tiền đó tăng cho cái cơ quan border patron tăng thêm cái tiền lương để mà thuê mướn các thẩm phán về di trú cho nên nó được sự ủng hộ của ai của nguồn cái nghiệp đoàn các người mà nhân viên của uh, tổng nha biên phòng nó được sự ủng hộ của văn uh, uh, phòng uh, uh, gọi là cái gì phòng thương mại hoa kỳ nó rất là nhiều cái chỉ có một mình Donald Trump với lại uh, phe cộng hòa maga đó là chống đối tại vì họ sợ rằng cái đó nó thông qua được đó, thì nó sẽ trở thành nó được coi như là một cái thành quả của chính quyền Joe Biden rồi bây giờ cho nên cái chuyện mà gọi là 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 là, là mở cửa toàn biên giới đó là cái chuyện tàu lao và những cái thống kê rõ ràng nó cho thấy là trong 4 năm mà ông Trump làm tổng thống mình không kể cái năm mà có đại dịch đó thì coi như không ai đi hết đó. 3 năm kia đó cái số mà những di dân bất hợp pháp mà bị đưa lên máy bay hay lên xe tống sang ra khỏi nước Mỹ đó trong 3 năm đó, đó cái số đó nó ít hơn ít dưới hơn thời các tổng thống về Dân Chủ dưới thời ừ. Obama nhiều hơn nữa mà dưới thời của Tổng thống Joe Biden còn nhiều hơn nữa nhưng mà ừ. tại vì sau cơn đại dịch cái tình hình ở bên Hoa Kỳ nó quá tốt đẹp cho nên những người dân ở bên kia họ sống khốn khổ là họ đổ tràn vào thôi và họ đổ tràn vào mà mình tống rất nhiều nên nó cũng chưa có giải quyết vấn đề đó là cái tình trạng thực tế nó là như vậy Chứ nó không phải là người ta đổ mở cửa toàn để kêu mấy cái đám này vô rồi nó vô, nó được đi bỏ phiếu vân vân. nó là Cái đó nó anh ngồi biết rồi, cái thủ tục mà đi bỏ phiếu đó là nó gian nan và nó qua nhiều dạ. cái thay đoạn kiểm soát. Anh phải ghi tên, uh, register thẻ cử tri. Rồi khi anh đi đến thùng phiếu đó thì anh đưa ra người ta, đưa lên cái máy computer là nó biết anh là cái người có người có phiếu hợp lệ hay không chứ không phải là anh muốn vô anh nói gì là anh nói anh đưa cái id ra cái bằng lái xe của anh ra nhưng mà nó bỏ qua cái máy thì nó sẽ biết anh là có thẻ cử tri hay không nếu không là không được nếu không thì anh phải qua một bên anh đứng bỏ phiếu gọi là uh, temporary ballot mà thôi chứ không phải là được ấy cho nên những cái người nào mà cứ nói rằng là bầu cử bằng thư là gian lệnh bầu cử mà tự do là gian lệnh này nọ kia là cũng theo cái lời của Donald Trump nói dối chá nói rằng là uh, mấy ngàn người chết nộp đội mồ xuống vậy để đi bỏ phiếu vân vân nó cứ nói cứ nó 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 nó, tướng cho nên nếu mà mình đã đi vô làm ở uh, uh, phòng phiếu đó mình sẽ hiểu được cái chuyện đó đó là chưa kể cái tội mà bỏ phiếu gian lận là một cái tội hình sự cũng sẽ bị phạt rất rất là nặng cho nên không được lợi gì hết và cái cuối cùng chúng tôi muốn nói về vấn đề phiếu gian lận là như thế nào thưa anh ngồi cho đến bây giờ những cái bằng chứng của những cái kẻ mà bỏ phiếu gian lận đó có bắt được chúng không phải không những người đó là ai toàn là những người của đảng cộng hòa không ạ à? em ngồi nếu không toàn là những người của đảng cộng hòa không năm 2020 cái tên phó thống đốc của tiểu bang Texas đây nó tự nhiên tôi lại quên mất tên được cái tên Dan Patrick nó ra nó nói là ô tôi treo cái giải thưởng một triệu đô la để mà bắt những cái truy tố những kẻ nào mà bỏ phiếu gian lận thì ngay lập tức cái ông phó thống đốc của tiểu bang Pennsylvania nó nói đây nè tôi có những cái tên đây nè ông làm ơn đưa tiền cho tôi đi mẹ nói, I love nó im gần nó rồi thỉnh thoảng cũng có một vài người làm những cái trò đó phải không? Nhưng mà trong cái số hàng triệu, hàng trăm triệu lá phiếu mà mình có nghĩa là năm bảy lá phiếu ở đó thì mình có gọi cái đó là cái phiếu là cái đó là cái tình trạng gian lận để mà thay đổi kết quả bầu cử hay không? Đúng. Không cho nên dĩ nhiên chúng ta không thể là có cái kiểu mà một trăm phần trăm hoàn hảo hết đó bao giờ nó cũng có những cái mà gọi là sai lầm cố ý hay vô tình vân nhưng mà nó là những cái vụ lẻ tẻ và nó đã có từ năm này qua năm kia rồi bất cứ cuộc bầu cử nào nó cũng có hết chứ không phải nhưng mà lấy một vài cái cây đó để mà chụp mũ rằng là bầu cử gian lệnh là toa rập thế này kia toàn là những thuyết âm mưu đó là những thuyết nó tào lao đó là cái cái chuyện mà chúng tôi muốn phủ nhận đánh tan đi cái 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 lời mà chụp mũ về mà mở cửa toàn biên giới cho cái đám di dân lậu vô nó được đi bầu thế này thế nọ kia rồi bây giờ thêm một cái nữa chúng tôi cũng muốn đánh tan cái luận điệu chụp mũ luôn là nó nói là cái thành phần di dân lậu vô đó là nó làm cho cái tội ác gia tăng anh mùi biết rồi là ừ. nó có một cái băng đảng uh, uh, ms13 đó 13, 13 dạ hả đó là nó thuộc loại những thành phần Uh, nó gốc gác băng đảng rồi buôn lậu ma túy vân vân cho nên nó gây ra những cái tội phạm rất là là nghiêm trọng những cái người mà dân cộng hòa đó nó cố tình chụp mũ nó nói rằng di dân lậu là là, à, là băng đảng là chém giết là giết người vân vân nhưng mà trong thực tế đó cái điều này hoàn toàn không có thưa anh ngồi cái tỷ lệ tội phạm nó của những người mà có quốc tịch hay là có thẻ xanh hợp pháp đó nó cao hơn là cái thành phần dân mà gọi là di dân bất hợp pháp dạ. Dạ. lý do đơn giản thôi cái dân di dân bất hợp pháp mà nó, nó sợ đụng chạm với, với luật lệ với cảnh sát đó. nó chỉ mong làm sao nó kiếm ăn được nó làm ừ. được những công việc rẻ tiền mà gọi là nó ra nó đứng ở mấy cái tiệm home depot để nó coi coi những ai đó mà cần việc gì đó ra kêu nó rồi trả nó một ngày mấy chục bạc để nó sống qua ngày là nó mừng lắm rồi chứ nó đâu có muốn làm cái chuyện gì mà mà gọi là là dính liếu đến uh, nhân viên công lực là người ta tống cổ người ta, ta trục xuất nó về về mễ thì nó lại tốn tiền đi qua nữa thí dụ như vậy đó là cái 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 chuyện đầu tiên là theo cái lẽ bình thường là mình biết như vậy dĩ nhiên là cái tỷ lệ tội phạm bên nước Mỹ đó là cái vụ ám sát, cái vụ cưỡng hiếp, cái vụ đập phá nhà cửa ngày nào cũng có. Chúng ta sống ở thành phố lớn là bao giờ cũng có hết rồi. Tại vì sao? Nó có nhiều nguyên nhân lắm thưa anh mùi. Một trong những cái nguyên nhân đó khốn nạn thay cũng là do phe cộng hòa gây ra là cái tệ nạn mà gọi là súng ống bừa bãi. Cho nên nó mới có vụ giết người dữ như vậy. Chứ còn ở những nước khác đó nó cũng có tội phạm nhưng mà cái số người mà mà nổ súng án mạng nó đâu có nhiều đó. Rồi mới đây cái bà dân biểu Nancy Mace bà này anh mùi biết rồi bà nói bà, bà bị uh, cưỡng hiếp uh, từ nhỏ mà không biết tại sao bà lại bỏ phiếu uh, ủng hộ cho Donald Trump cho nên khi bị ông nhà báo John Stenaf uh, hỏi tại uh, sao bà trả yeah. không được bà trả được được bà đâm bà, bà bà nói ông kia chơi bà này nói kia ai mà thèm chơi bà này kia bà tự chơi bà thì có chứ mà ai mà chơi thì bà này bà cũng bắn ra của nói là oh, quý vị, khi mà đó, khi mà uh, Joe Biden lên nó ừ. cũng mở cửa để cái đám di, di dân lậu nó vô, nó vô, nó đánh đập mà, uh, mấy ông cảnh sát này nọ kia, và bắn lên trên cái trang mạng Twitter X, cái trang mạng Twitter là của cái tay Elon Musk, đó, nó, nó là một cái tên cực đoan, nó phò Trump, nó chống Biden rồi nó mà bên cái ban điều hành đó, nó còn đưa ra một cái community note. Một cái tờ thông báo cộng đồng nói rằng bà nói sai không có thông tin đó nha bởi vì sao thống kê của FBI nó cho thấy là cái con số tội phạm nó là dạ. bà nó giảm xuống 13% trăm dạ. uh -huh. cái vụ mà tội phạm mà nặng cũng giảm xuống 6% các vụ mà tội phạm đập cửa đập phá nhà cửa xe hơi cũng giảm xuống 4% cho nên đó là cái đó là mình nói một cái dối trá mình cố tình mình chụp mũ mình lấy một vài cái vụ lẻ tẻ trường hợp mà một cái cô sinh viên ở bên đại học Georgia ở Athens đang chạy bộ rồi bị một cái tên nào đó nó bắt cóc hãm hiếp sau này người ta biết tay đó là tay người Venezuela mà không có giấy tờ pháp rồi bọn cộng hòa từ Marjorie Taylor khi nó chụp cái đó để mà nó đánh đồng lên cái chuyện đó chứ còn anh mùi thấy là cái tội phạm lúc nào mà chả có yeah. anh mùi thấy không cho yeah. nên đó, là anh mùi mà Uh, uh, nghĩa là đàn bà con gái mà cứ chạy tập thể dục mà chạy một mình ở những đi qua những cái khu mà vắng vẻ thì thế nào là cũng dễ trở thành nạn nhân cái chuyện đó là một cái thực tế mình đau lòng mình phải chấp nhận điều đó nhưng mà không phải vì vậy mà mình đổ lỗi cái thành phần di dân lậu nó gây ra và cái đó nó vô tình nó đồng hóa tất cả những người di dân bất hợp pháp trong đó có rất nhiều người mễ và mình cho họ là những thành phần nguy hiểm mà thật sự ra không phải như vậy đó cho rồi uh, ở nước nào thì thời đại nào cũng có kẻ xấu người tốt mỹ trắng mỹ đen mỹ vàng thì nó cũng vậy thôi chứ không phải là là đừng có lấy cái 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 hình ảnh đó để mà đổ tội rồi cái cuối cùng nữa mà chúng tôi cũng muốn lên án luôn về cái tự mà gọi là vô tình đó, là người ta nói cái hành vi di dân lậu đó, nó là nguyên nhân mang đến cái gọi là ma túy cần sa này kia vào nước mỹ không fentanyl này kia không anh ngồi biết rồi những cái thành phần mà di dân mà muốn đổ vô nước mỹ đó họ mang trên người cái gì họ mang chỉ được mang cái quần áo xuống mang cái... <laughs> mà, ngồi gì à dạ mà, mà họ nghĩa là cố gắng lắm mà là trả cho những cái tay mà gọi là đưa người như vậy rồi qua đây làm ăn rồi là trả về thôi họ đâu có mang ma túy trên người để mà qua họ họ bán lấy tiền đâu ừ. Đúng không? cái cái gọi là cái chất fentanyl hay là những chất ma túy gan là của những cái cartel, những cái mà tổ hợp uh, mà đường dây lớn đó, nó đi qua bằng những phương tiện gì nó đi bằng máy bay nó đi bằng tàu ngầm tàu thủy à, Mỗi, lần nó phá vỡ đường dây đó là cái con số nó lên đến nghĩa là bạc triệu bạc tỷ lên chứ dạ, không tỉnh hả? À, không tỉnh hả? Cho nên có nhiều người vẫn lầm chúng tôi tình cờ cách đây khoảng nửa năm chúng tôi nghe trên một cái chương trình của đài truyền hình lớn là truyền hình SPTN phỏng vấn một cái vị ông này ông không phải là linh mục ông là thầy phó tế nguyễn mạnh san thì phải ở trên oklahoma ông làm ông trở thành là một cái cố vấn uh, uh, tinh thần cho những tù nhân trong nhà tù đó cho nên ông có dịp tiếp xúc như vậy rồi khi lên phỏng vấn ông cũng nói ông vô ông tình ông nói thôi ờ uh, đây là cái tệ nạn fentanyl fentanyl là một cái chất ma túy rất là độc hại chết người đó kia đó thì nó đổ nhờ vợ nó ừ, đó nó đi qua cái đường của những cái người di dân lậu mà biết đó hoàn toàn là sai Tôi, tôi, chúng tôi bảo đảm là những người di dân họ đi họ mang theo chồng vợ con cái đó trên người họ chỉ mang cái quần áo và một ít nghĩa là tiền bạc hay trang để mà họ có thể sống sót thôi chứ không ai nghĩ đến cái việc mà gọi là mang ma túy trong <laughs> người đó. tại thứ nhất là mang ma túy người là mình trở thành là nạn nhân bị cướp rồi chứ đã phải không chưa kể bắt là tội làm rồi sau này đó anh ngồi cái uh, cái thành phần fentanyl đó hình như đó là nó có cái đường dây của những người mà bên Trung Cộng đó, nó cũng đi vào. Dạ, cái cái đó tức là rồi chính quyền Joe Biden cũng đã làm việc vấn đề đó đó thưa anh. Tức Đúng. là bên Trung Cộng đó, họ đặt những cái nhà máy sản xuất mà thuộc là phán cho nó ở bên, uh, dạ, bên Mỹ á. Nó, nó luôn ừ. qua bên Mỹ mà anh ừ. thấy những cái đó có đạo mẹ đạo đường hầm tư ở uh, biên giới mẹ mất quá bên Mỹ đạo đường ừ. hầm á à, thấy uh, cano... nó, nó nó rất là tin vi lắm và ừ. và và những tin tức tình báo của Hoa Kỳ xác nhận cho nên đó là chính quyền Joe Biden đã nói chuyện thẳng thắng với lại phía bên Trung Cộng là quý vị phải giải ừ. quyết ngăn cái chỗ này đi thì nếu ừ. không đó là nó gây trở ngại chúng tôi thì cái quan hệ ngoại giao giữa đôi bên nó còn có khó khăn chứ không phải là những người dân mà gọi là là, 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 là tị nạn mà tè, mà trên cái đường mà gọi là di dân tràn vào nước Mỹ họ mang theo ma túy hay fentanyl gì hết đó cho nên nếu mà mình đánh đồng những cái đó đó là mình nói sai lầm mà sai lầm thứ nhất là do ngu dốt ra mà cố ý mà chụp mũ như vậy đó là hoàn toàn là sai biệt nhưng mà Ờ, nói thì nói vậy thôi chứ anh mùi mình có giải thích cái mấy rồi, những cái thành phần nó không muốn nghe là nó không muốn nghe và nó rời. sẽ lặp đi lặp lại những cái dối trá đó chẳng hạn như là cái chuyện dối trá họ cứ đổ tội rằng là Joe Biden là cái người mà trước đây đã không cho cái người tị nạn năm 1975 vào nước Mỹ vân vân cái chuyện đó là chuyện hoàn toàn sai trái mà nó vẫn dối trá nó vẫn Đấy. lập đi lập lại Chắc chắn rồi, rồi, sắp sửa đến ngày 30 tháng 4 Rồi chúng tôi sẽ lục lại hồ sơ Chúng tôi sẽ lấy những cái bài phân tích Của nhiều người đã bỏ công ra Trong đó có ông Nguyễn Quốc Hải Viết bài phân, Đấy, phân Quốc tích Hải rồi, từng điểm một đó, Để mà đánh Bật đi những cái dối trá đó Nhưng mà họ vẫn lập lại Và những người kia, những người mà tin theo kiểu đó Họ vẫn vẫn tin theo chứ họ không có chịu tìm hiểu Một cách cho nó rõ ràng vấn đề Xin trở lại với anh Mùi ạ đó bây giờ nói chuyện một dân một tỷ nữa thôi giờ rồi, 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 rồi chuyện qua vấn đề của cử tổng đối trong quý như là ông lập lờ rồi ông có như phản qua phản lại 15 lần như thế nào thì vấn đề bí dân thưa anh Mai Loan anh còn nhớ khi mà bốn năm là tài vì của uh, cựu tổng đối trong á thì ông đưa ra một cái dự luật mà nếu dự luật đó mà nó được phế chuẩn mà hình thành á thì bây giờ cộng đồng Việt Nam rất là khó khăn như luật đó như thế nào tức là cấm không được bạo lạnh cha mẹ và anh em nữa đằng khác nữa <laughs> anh anh cũng nhớ không đó rất hên <laughs> cái dư luật này nó không được thành công à. đó thì thưa anh thì bây giờ trở lại cái vấn đề mà abortion đó, tức là quyền phụ nữ tức là quyền được là quyền về sinh sản á là tôi có quyền sinh hoặc là tôi không không tôi không cho không muốn thì thứ anh thì cử tổng đối trong, trong thời gian, à, trong những năm qua cộng khả lâu thì tôi bây giờ ông lấp lần như thế nào vấn đề này thưa anh? Dạ vâng, à, trước khi mà chúng tôi phân tích cái điều này để một lần nữa cho quý vị thấy rõ là cái bản chất dối trá của Donald Trump đó mà chúng tôi đã nói đi nói lại từ lâu rồi đó mà quý vị vẫn không tin vấn đề đó cho phép chúng tôi trở lại cái, cái chi tiết nhỏ mà anh mùi vừa mới nói với đề di dân đó là cái mà uh, Donald Trump chủ trương đó nếu như những người Việt Nam mà hiểu biết rõ đó họ sẽ không thể nào chấp nhận được cái từ ngữ đó Donald Trump gọi là chain migration tức là di dân theo di chuyển đó, tức là nói cái nghề tức là mình qua đây đó mình vô được cái um, thẻ xanh mình yeah, vô yeah. quốc tịch rồi mình bảo lãnh cho vợ con cho anh em dòng họ đủ thứ cái này kia qua về cái ừ. đó là có không phải là người Việt Nam lần đầu tiên tất cả những giống dân, dân khác họ cũng làm như vậy thôi tại vì cái đó là một cái đặc ân của nước Mỹ theo thể chế tự do anh là công dân thì là chính phủ nói rằng là ừ, vợ con anh rồi cha mẹ này kia chỉ như nó theo thứ tự ưu tiên này bình qua cái điều khốn nạn đó là Donald Trump và cái tay Stephen Miller là cái dân da trắng mà cực hữu đó nó chống di dân cho nên nó muốn đang ngăn cản cái đó và donald trump không muốn thấy cái chuyện đó nhưng mà cái khốn nạn ở đây đó là vợ của donald trump là melania làm <laughs> làm cái chain migration là vì là bà mẹ. này là người âu châu slovenia gì đó có cái nhan sắc có cái gì đó hấp hồn donald trump cho nên mới được donald trump làm đám cưới rồi kết hôn rồi nhờ cái kết hôn đó bà ta mới trở thành công dân hoa kỳ và nhờ cái đó mới bảo lãnh cho mà ông chồng ông bố và mẹ và cái thời gian mà đang đo làm tổng thống đó thì cái chuyện là người ta biết rồi tại vì hai ông bà đó đi dự cái lễ tuyên thệ uh, 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 gọi là uh, quốc tịch uh -huh. anh muốn biết anh cứ đi hỏi tất cả những người Việt Nam ở đây đó mà qua sau này đó qua năm 75 hay là qua vượt biên gì cái điều đầu tiên họ làm cái gì họ xin làm sao vô được quốc tịch rồi cái bước tiền đầu tiên là làm gì? Bảo lãnh cho ừ, chồng con cái. Và <laughs> con cái thành công nó cứ bảo lãnh, bảo lãnh sang này kia. Bây giờ nếu mà đi theo cái logic của Donald Trump đó, thì tất cả cái đó không còn nữa. Thì quý vị <laughs> có còn ủng hộ Donald Trump nói không? Nó hỏi tức là cái trả lời. Đó là như vậy thôi. Chúng tôi mong rằng nói một lần như vậy đó là quý vị hiểu. Rồi, bây giờ trở lại cái chủ đề chúng tôi muốn nói uh, chiến trong ngày một lần uh, trong cái chương trình ngày hôm nay đó đó nên nói dối 15 lần, không phải nói dối đảo ngược cái, tức là tự dối mình đó, 15 lần về cái chủ đề này trong vòng 25 năm qua. Trước khi mà để kể từng chi tiết để cho quý vị biết đó là tờ Washington Post đó, trong cái mục thực phát checker có cái nhà báo Glenn Kessler chuyên mục cái này đó, họ đã thống kê là tổng cộng hơn 30.000 lần trong 4 năm trời. Dĩ nhiên có những cái lời nói dối đó, nó đi nói lại mấy chục lần rồi. Nhưng mà cứ mỗi lần nói dối thì người ta cao một lần như vậy đó. Ai, thì cái chuyện này chuyện có thật chứ không phải là không. Mà quý vị cứ làm lơ, cứ mặc nhiên đi không. Cái nói dối là mình phải ghi nhận. Và cái nói dối nó nặng nhẹ như thế nào này kia. Để làm chi? Để nó nhắc nhở quý vị là tại sao mà quý vị vẫn tôn thờ. Donald đó nó như vậy thì bây giờ quý vị chịu khó kiên nhẫn để chúng tôi lập lại cái điều này cũng là do những nhà báo hai người là Steve Contorno và Kate Sullivan trên một cái bài trên CNN người ta nhắc lại từ năm đầu tiên là là cái thời mà à, à, 1999 à, 99. 99 đó. Yeah. tức là à, cách đây là 25 năm tháng 10 thì khi mà uh, Donald Trump, lúc đó là Donald Trump đã có cái cái tham vọng mà nhảy ra ứng cử năm 2000 đó. Nhưng mà biết chắc chắn là không có ai ủng hộ đó. Nhưng mà Donald Trump cũng được phỏng vấn. Và Donald Trump nói thẳng như vậy nè. Là tôi là người ủng hộ cái quyền lựa chọn pro-choice. Lúc đó Donald Trump là một người theo phe uh, dân chủ. Dân chủ Vợ uh, chồng uh, 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 à Bill Clinton. không? và đó nói thẳng luôn nói là tôi không có thích cái vấn đề mà mà gọi là phá thai nhưng tôi vẫn là người tin vào cái choice cái lựa chọn của người phụ nữ thì quý vị biết rồi những người phụ nữ mà ủng hộ cái quyền phá thai họ không nói là tôi tôi ủng hộ tôi ủng hộ cái lựa chọn đó là Donald Trump đã nói cái con người của Donald Trump là như vậy khoan nói vấn đề là đúng hay sai cái đó tùy lựa chọn nhưng mà Donald Trump là người như vậy Đến 15 năm sau, 16 năm sau Khi mà Donald Trump nảy ra cái định tranh cử Mà trong nội bộ đảng Cộng Hòa thì đa số đồng Hòa chống và nói là ô họ mới lôi À Donald Trump đã nói là năm 1999 như vậy nè Thì Donald Trump mới lật ngược lại Donald Trump nói câu nào, mọi biết không Tôi đã evolve, tôi đã chuyển đổi theo thời gian Đó là cái cách mà Donald Trump biện hộ dĩ nhiên mình có quyền evolve và theo thời gian ngày xưa mình thích chúng tôi biết có nhiều người phụ nữ bạn chúng tôi mời lên chương trình đó họ là những người rất là mộ đạo họ trước đây đó họ cũng không có đồng tình với cái chuyện mà gọi là phá thai nhưng mà qua đây họ hiểu biết rồi đó họ mới quay sang họ mới thông cảm cho những người phụ nữ phải rơi vào hoàn cảnh này và họ cực cương quyết biện hộ cho những ngày mà họ lên án những cái người mà gọi là chúng phá thai là những người đạo đức giả cho nên evon à, tức là mình thay đổi theo không có xa đó ở đó nhưng donald trump evon xong rồi đóng ngược trở lại bởi vì ừ. vào tháng 3 năm 2016 tức là cuộc bầu cử sơ bộ đang tiến triển tốt đẹp donald trump có cái cơ may là đứng đầu này kia đó cho nên nó bắt đầu là donald trump mới không biết là lấy lòng người này người nọ kia hay sao khi người ta nói cái cơ quan Planned Parenthood là một cái tổ chức mà chuyên lo chăm sóc về phụ nữ cũng như là về những người mà mang thai này kia đó chứ không phải chỉ để biết là lo phá thai không. Thì cái, cái, cái cơ quan này nó giúp đỡ cho rất nhiều người phụ nữ mà nhà nghèo được hưởng cái lời đó. Cho nên Donald Trump nói rằng là uh, um, nếu mà tôi làm tổng thống thì có thể là tôi sẽ không có ủng hộ mà gọi là uh, uh, cung cấp tiền cho Plan Parenthood. Nhưng mà tôi cũng rất nhận được rất rất nhiều lá thư của nhiều người nữ nói rằng là họ nhờ cái cơ quan này giúp đỡ rất là nhiều, nhiều lắm. Cho nên lúc đó Donald Trump cũng đi đi dây giữa hai bên như vậy. Rồi sau đó đó cũng trong uh, tháng 3 thì chỉ trong có một ngày thôi. Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ thôi, Donald Trump đã tự đảo ngược của mình lại. Tại vì với cái lập luận như vậy đó, thì trong một cái chương trình ở trên đài MSNBC khi mà ông Chris Matthews hỏi đó, là nếu như một người phụ nữ mà muốn phá thai đó, thì cái bà này có phải trả giá cho cái việc làm của mình không? Nếu như mình coi phá thai là phạm tội, thì là um, uh, Donald Trump nói rằng là... Uh, um, có, 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 có trừng phạt người phụ nữ không đó tôi nói yes nó có là như vậy thì ngay lập tức nó làm cho người ta nổi giận trời ơi cái người phụ nữ phá thai đã khổ sở rồi mà cậu giờ trừng phạt họ như vậy nữa cho nên khi mà dư luận mà xôn xao nổi lên chống đối đó thì ba tiếng đồng hồ sau đó Donald Trump đảo ngược lại đó khi mà người ta nói lúc đó đó thì đó Trump nói rằng ô oh, không ơ uh, nếu mà quốc hội thông qua cái đạo luật mà cấm phá thai vân vân hay nọ kia đó thì cái người bác sĩ mà làm cái đó đó thì mới là một người phải bị truy tố còn người phụ nữ họ là nạn nhân rồi đó chúng ta thấy không chỉ trong vòng có ba giờ đồng hồ thôi là đó nó thâm đáng đảo ngược là như vậy rồi đến tháng 9 năm 2016 thì Donald Trump ký một cái bức thư gửi cho những người mà gọi là chủ trương chống phá thai đó nói rằng là tôi sẽ tìm cách thông qua một cái đạo luật nó biến cho những cái hành động mà phá thai đó là một hành động phạm tội hình sự như vậy nhưng mà cái đạo luật đó nó cũng không có được thông qua cho nên Donald Trump lúc đó là cứng rắn lại chuyện như vậy nhưng mà rồi đến khi xảy vào tháng 10 trong một cuộc tranh luận với lời bà Hillary Clinton thì Donald Trump nói rằng là ô tôi sẽ bổ nhiệm vào tối cao pháp viện là những cái vị thẩm phán cực đoan để mà chống phá thai đó là Donald Trump xác nhận một lần nữa như vậy rồi Donald Trump đưa ra cái danh sách nếu tôi tổng thống tôi sẽ bổ nhiệm những cái người này cho nên chúng ta thấy là Donald Trump bắt đầu đó là đi theo cái chiều hướng Nghĩa là uh, ve vãn phía bảo thủ nói rằng tôi sẽ tìm cách Nghĩa là bổ nhiệm mấy vị thẩm phán mà cấm phá hạt Nhưng mà đến lúc mà Donald Trump vừa mới uh, đắc cử Năm uh, 23 tháng Giêng năm 2017 đó Thì Donald Trump ký ngay một cái uh, xác lệnh Một cái bản ghi nhớ Nghĩa là uh, nói rằng những uh, Hoa Kỳ không có được quyền yểm trợ tài chính cho những cái tổ chức nào mà gọi là cung cấp dịch vụ chống uh, dịch vụ phá thai để rồi uh, 4 tháng sau đó đó đoàn đồng ký một cái đạo luật khác cho phép các tiểu bang cũng coi như là không có cung cấp tiền bạc của chính phủ liên bang cho những cái tổ chức này nữa uh, mặc dù đó là những tổ chức nhân đạo thì đây đó là một cái 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 hình thức uh, là coi như là ngăn cấm um, cái những cái tổ chức mà cung cấp dịch vụ phá thai cái điều đáng nói đó là khi mà Donald Trump ký cái đạo luật này đó thì ông ta ký một cách âm thầm không có cho ai biết hết để mà người ta khỏi thấy cái sự bất mãn như vậy rồi đến năm 2020 vào đầu năm đó vào tháng tư vào tháng giêng năm đó đó thì lúc đó Donald Trump đang sửa soạn cho cái cuộc mà gọi là tái tranh cử Donald Trump cũng muốn lấy lòng cái giới bảo thủ cái giới mà gọi là chống phá thai Donald Trump lần đầu tiên là một vị tổng thống mỹ tham dự vào một cái cuộc biểu tình mà để mà gọi là tranh đấu cho cái quyền của thai nhi đó là cái tổ chức của những người chống phá thai đó đi biểu tình như vậy thì Donald Trump đó cũng đưa ra cái um, lời nói mạnh mẽ nói là cương quyết uh, chống lại cái chuyện uh, uh, phá thai và uh, Donald Trump nói rằng là tôi sẽ phủ quyết bất cứ cái đạo luật nào đó mà nó làm lung lay đi những cái việc mà những cái chính sách mà uh, cấm phá thai như vậy đó là là cái cách mà gọi là lấy phiếu nhưng mà rồi đến tháng 6 năm 2022 là sau khi uh, thất cử rồi đó, sau khi mà cái đạo luật cái cái phán quyết của Tối cao Pháp viện mà uh, đảo ngược cái án lệ Roe versus uh, Wade. Yeah. Mm -hmm. Thì Donald Trump bổ ngực uh, uh, khoe thành tích của mình uh, là tôi có ba tôi đã bổ nhiệm ba vị thẩm phán là như vậy và ba cái vị thẩm phán nó góp phần để mà đảo ngược thì Donald Trump nói rằng, ô đây là cái chiến thắng lớn nhất của tôi dành cho những người bảo vệ mạng sống nọ kia. Đó là và Donald Trump nói rằng, đây là một cái hãnh diện rất lớn cho tôi khi được bổ nhiệm như vậy. Đó là Donald Trump khoe khoang Nhưng mà rồi mấy tháng sau thôi là đến đầu tháng Giêng năm 2023 như chúng tôi đã nói đó, cái kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ và những cuộc bầu cử đặc biệt cho thấy là những cái ứng viên nào mà cương quyết chống phá thai nghiêm ngặt đó đều bị thất bại thì Donald Trump lại đảo ngược lại, đổ lỗi là cho mấy cái ông bà mà chống phá thai cực đoan này nè, là những người đó gây ra cái thất bại cho phe Cộng Hòa chứ không phải là của, vì họ là cuồng Trump đâu, cho nên anh ngồi thấy không và quý khán giả trước đó thì hâm he, nói rằng đâu tôi sẽ ủng hộ cho những cái đạo luật chống phá thai rồi đến khi mà thấy thực, thực tế rõ ràng như vậy đó, thì nói rằng là cái lỗi thất bại này không phải là tôi là tại vì mấy công bà này nghiêm khắc quá quý vị cấm phá thai kể cả trường hợp mà bị uh, cưỡng hiếp hay là nạn nhân loạn luân này loạn luân rồi mấy nguy hiểm đại. tính mạng dạ <laughs> yeah, đó thì anh Thơm nói đó đây là cái đây là cái vấn đề mà gọi là phá thai mà cái phe cộng hòa đó nó làm dở quá rồi đi với ông những đứa mà nó có đòi cấm phá thai nghiêm ngặt không có ngoại lệ thì đó là như vậy rồi uh, mấy ngày sau đó Donald Trump cũng lên án luôn những cái người lãnh tụ mà tôn giáo mà cực đoan đó mà mấy người này nói là không có chịu ủng hộ cho uh, Donald Trump thì Donald Trump mới nói rằng là ô quý vị là vô ơn bạn nghĩa chưa có người nào mà gọi là ủng hộ cho cái 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 phe mà chống phá tay bằng Donald Trump hết vân khi mà Donald, Donald Trump bổ nhiệm cho ba vị thẩm phán tối cao uh, pháp viện mà cực đoan như vậy và đây là cái điều mà mà phe cộng hòa rất là tranh đấu cho mấy chục năm trời cho đến khi mà donald trump làm tổng thống mới được đó rồi cái đến tháng 9 vừa qua là donald Trump tìm cách nghĩa là tránh né không có uh, trả lời uh, chuyện này chuyện nọ vân thì uh, để mà không trả lời về vấn đề mà gọi là, là ủng hộ hay chống uh, phá thai đó thì donald trump khô lắm mà tránh né thì lúc đó thì là Donald Trump cũng lại lên tiếng chỉ trích cho ông Ron DeSantis, John DeSantis. Uh, về cái việc mà ký một cái đạo luật nó cấm phá thai một cách rất là nghiêm ngặt, sống tù lễ. Và yeah. Donald Trump nói rằng là đó, uh, Ron DeSantis nó làm cái này đó là một cái sai lầm ghê gớm lắm, <laughs> terrible mistake. Và dĩ nhiên Ron DeSantis và nhiều người khác đó quay lại chống uh, uh, Donald Trump là tại sao lịch lộng như vậy. Rồi mới đây thôi vào ngày 19 tháng 3 năm 2024 đó, thì Donald Trump lại ra vẻ như là sẵn sàng ủng hộ một cái chính sách là cấm phá thai trên toàn quốc sau 15 tuần lễ là Donald Trump lên trên một cái chương trình truyền hình nó nói rằng là Ồ có lẽ là đa số người dân họ đồng ý là một cái 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 cái, cái, cái thời gian đó cái mốc đó là 15 tuần lễ tức là hiểu cái nghĩa rằng là nếu như mình cấm phá thai sau 15 tuần lễ đó tức là mặc nhiên mình đồng ý cho người ta phá thai trước đó rồi đó là Donald Trump muốn đưa ra cái đó và cái đó cũng có lẽ là cái quan niệm của có thể chấp nhận được của đa số người dân Mỹ đó là cái hình thức Donald Trump muốn ve vãn như vậy muốn đưa ra cái hình ảnh không có cực đoan rồi uh, sau đó đó thì Donald Trump gặp cái áp lực của những người mà thân cận như là bà Kelly Ann Conway như là ông Lindsey Graham nói là không đừng có nên phải nên ủng hộ cái chính sách mà gọi là cấm đoán trên toàn quốc thì đùng một cái đến đầu tháng Tư này đó thì là Donald Trump lại đưa ra ủng hộ cho cái việc mà ở bên Florida một mặt thì có, có cái đạo luật gọi là cấm phá thai sau sáu tuần tuổi mặt thứ hai là nó có cái referendum tức là một cái trưng cầu dân ý đưa ra cho người dân sẽ biểu quyết mà Donald Trump cũng là người dân uh, tại bên Florida đó cũng sẽ đi uh, để mà biểu quyết như vậy thì Donald Trump đó nói rằng là chúng tôi sẽ đưa ra một cái uh, gọi là statement một cái thông cáo để nói về cái điều này và đến cái ngày tám tây hôm qua đó thì Donald Trump mới nói một cách rõ ràng là cái vấn đề này là do các chính quyền của tiểu bang sẽ quyết định bằng cái lá phiếu hay là bằng cái đạo luật mà họ thông qua và đây là và Donald Trump nghĩa là nói rằng là sẽ không áp dụng một cái chính sách của chính quyền liên bang áp dụng trên toàn gọi là 50 uh, tiểu bang và Donald Trump cũng nói một cái rất là rõ ràng là cái này là do các uh, tiểu bang quyết định do người dân quyết định rồi hai ngày sau đó khi mà um, tối cao pháp viện Arizona đưa ra cái phán quyết kỳ cục đi thuốc lùi lại như vậy đó thì Donald Trump xác nhận một lần nữa là nếu mà tôi có đắc cử tôi cũng sẽ không có ký một cái đạo luật áp đặt trên toàn nước Mỹ cấm uh, phá thai à, à. và uh, khi mà người ta một lần nữa lúc đó là Donald Trump đang đi vận động bên Atlanta thì một người phóng viên hỏi rằng là nếu như giả sử như vì lý do gì đó mà phe cộng hòa chiếm được đa số ở thượng viện và hạ viện mà thông qua cái đạo luật mà gọi là cấm phá thai trên toàn quốc đó, thì ông có ký hay không đó nó nói không tôi không ký đó xác nhận cho nên mình thấy rõ ràng tại sao Donald Trump có thể làm ngược lại những cái điều đó mà trước đó thì Donald Trump lại nói rằng sẵn sàng ủng hộ tổng cộng lại nhờ các nhà báo của uh, CNN họ ghi nhận lại đó nó 15 lần thay đổi lập luận khác nhau tức là con người của Donald Trump mà nói cái điều gì đó chỉ mà tin theo Donald Trump thì chỉ có bánh thóc giống mà thôi Xin trở lại với anh Mùi ạ à. Yeah, nói, nói đến cựu tổng thống Donald Trump thì có như, có như nhiều tập quả nói không hết đâu. <laughs> abortion, thưa quý vị, thì bây giờ là con, con nữa. Tại vì bây giờ Arizona cũng như Florida bây giờ chưa chậm dứt đâu. Bây giờ số người dân đang biểu tình và đồ hỏi rằng đem quyền lại cho phụ nữ. Thôi bây giờ chuyện mình đỏ mình gạt bên là thưa anh. Bây giờ yeah. cái chuyện nó chuyện thiết thực nhất này. Cái chuyện bây giờ là, là thưa anh thì... Uh... À, bên phía đảng cộng hòa thì họ nói là bằng đây các ngân sách quốc gia thì để giảm bớt cái nợ của quốc gia đi mà nếu chỉ cắt ngân sách quốc gia thì mình nhậm nhắm vào đâu thì nhậm vào coi như là những người già này rồi những người hữu trí này rồi những người tàn tật này à, thì đó là tiền áp trên xã hội thì thứ anh trong cuộc thăm dò vừa rồi á thì người ta không biết ai là hai ứng cử viên tổng thống tức là tổng thống ứng cử viên tổng thống Joe Biden và ứng cử viên Donald Trump. thì không biết cuộc thăm dò mới ta cho thấy rằng là không biết ứng cử viên nào bảo về thì quyền lời an sinh sầu cho người dân thì đặc biệt là trong đó có người mà cao niên người lớn tuổi rồi trên sáu tuổi về hưu rồi những người bị bị khuyết tật rồi vân vân thưa anh thì vấn đề này thật hư như thế nào thưa anh Thật sự ra đó thì uh, từ trước đến nay rồi đó mọi người đều không có phủ nhận một sự kiện đó, là các um, uh, chính khách bên đảng uh, cộng hòa đó thì họ không có tích cực uh, bảo vệ cái việc mà uh, duy trì cái thể chế uh, uh, social security và Medicare bên yeah. phía uh, dân chủ đó thì họ cho rằng là đây là cái quyền mà mình phải lo cho uh, người dân và mỗi năm đó mình phải tăng cái tiền này theo cái vật giá leo thang phía bên cộng hòa đó thì thường thường đó là họ thân thiện với lại bên bên giới business bên giới doanh gia cho nên có lúc thì họ đề nghị đó là thôi mình để cho người dân đó là đầu tư đi tiền mà tiền hưu đó thì họ mỗi người đầu tư đó thì để cho thị trường nếu mà đầu tư sốc lên đó thì là lên khá nhưng mà bên phía bên uh, dân điều. chủ đó thì từ trước đến nay rồi họ vẫn nói rằng là không đây là cái nhiệm vụ của um, uh, uh, chính phủ phải lo cho dân mà mình muốn lo cho dân đó thì bắt buộc đó là mình phải uh, uh, nắm cái việc mà điều hành tức là mình um, khi mà người dân đi làm từ lúc mà hai mươi mấy tuổi đó là mỗi tháng đó, là bắt buộc phải đóng tiền social security lên lãnh lương rồi bỏ vô trong cái quỹ đó để cho chính phủ điều hành đến năm 65 66 tuổi đó quý vị hưu người ta phát ra như vậy mới an toàn còn để cho mỗi người tự giác đó thì có người tự giác rất hay nhưng mà cũng có người tiêu hết cho nên cái đó là nhiệm vụ còn nhưng mà anh mùi biết rồi phía bên cộng hòa đó họ không thích cái gì mà gọi là big government nữa nó nói, thôi đừng có để cho ông chính phủ lo ông lo thế này thế nọ này kia rồi ông chi tiêu này nọ thế kia đó là cái sự tranh luận muôn đời trong cuộc bầu cử năm 2000 đó Uh, anh Mùi biết có cái vụ mà bếp uh, uh, gọi là nảy lửa giữa ông Al Gore của Đảng Dân chủ và ông uh, Bush con của bên uh, phía Đảng Cộng hòa. Uh, cái năm 2000 đó là cái năm kết thúc 8 năm của chính quyền Bill Clinton. Chính quyền Bill Clinton làm một cái thành quả rất là 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 đáng ca ngợi đó là trong suốt gần như là 50 năm qua đó chưa có dưới thời một tổng thống nào mà cái ngân sách không người thắng, dư. dưới yeah. thời ông Trump ông đạt được là không những ấy mà thẳng dư nữa dạ, thằng dư, dạ. cho nên khi mà thẳng dư như vậy đó, thì người ta giải quyết cái số tiền thẳng dư như thế nào thì anh Mùi còn nhớ ông Al Gore đó, ông nói rằng là tôi sẽ bỏ cái số tiền đó 5 ngàn tỷ gì đó vô trong một cái lock box trong một cái hộp có khóa tôi giữ lại để tôi bảo vệ cho người dân, tức là còn phía bên đảng cộng hòa ông bút th con thì ông giải quyết như thế nào tại vì sao bên có nó họ chỉ nhìn thấy họ có như họ bị ám ảnh bởi chuyện là phải cắt thuế cắt thuế cắt thuế tức là trả tiền thuế denke. thì ông nói rằng là ông 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 bút con thì ông không muốn như vậy ông muốn là bây giờ cái ngân sách nó dư nè thì mình cắt thuế đi tức là vậy ông, ông mới nói rằng là cái tiền mà gọi là thuế mà dư thẳng dư là tiền của quý vị dám nói này. cho nên chúng tôi trả lại quý vị bằng cái là chúng tôi cắt thuế, đúng không? thì nghe rất là bùi tai, nhưng mà khi mà cắt thuế như vậy đó, thì anh mùi biết thằng cái chuyện đó. gì? cái thằng tỷ phú triệu phú thằng đó, cắt được nhiều hơn nhiều, dạ? người Chung lưu đó, thằng tỷ phú đó là nó lãnh lương cả trăm triệu cả tỷ và thì anh cắt được 10% hay là anh cắt được 5% phần trăm nó nó lời được đến cả tỷ còn anh là trung lưu đó anh được nghĩa là lương năm bảy chục ngàn anh cắt được có vài trăm bạc thôi còn những thằng nghèo đó thì là coi tôi như không có đồng nào hết đó cho nên lúc đó đó chúng tôi mượn được một cái câu nói rất là ví von của một nhà báo ở trên uh, tờ uh, The Economist đó, nó nói là với cái đợt cách thuế của John Bush mà anh Mùi nó nhớ là lúc John Bush đắc cử đó là trong đó anh, anh, ta thông qua hai cái đạo luật cách thuế mỗi cái đó là nó khiến cho cái ngân sách uh, của quốc gia thâm thủng đến cả ngàn tỷ Mỹ Kim tại khi cách thuế là đáng lý ra nếu mình không cái giảm thuế đó thì cái số tiền nó nằm trong ngân sách mà mình cảm thấy tức là nó không có thì nó bị thâm thủng như vậy thì, cả, thì lúc đó người ta nói rằng là với cái đợt cách thuế của John Bush đó, mấy cái anh nhà giàu đó cái số tiền mà giảm cách như vậy đó anh đủ tiền mua được một chiếc xe Volvo nó mấy chục ngàn còn những người trung lưu đó họ cũng save được tiền nhưng mà nó đủ chỉ đủ mua một cái ống bô mà thôi đó là nó có vài trăm mấy kia rồi cho nên nhìn cái đó là chúng ta thấy là cái cái quyết định mà cách thuế mà George Bush đưa ra hai nhiệm kỳ đó nó làm cho cái ngân sách nó đang thẳng dư mấy ngàn tỷ mấy kia nó hụt xuống một cái nó lại nảy ra cái cuộc chiến mà gọi là tấn công Iraq nữa. Cho nên nó làm cho thân thủng khủng hoảng và từ đó nó mới dẫn đến cái cơn mà gọi là suy thoái của năm 2007 2008. Mọi người thấy không? Đó có những cái 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 sự kiện mà cứ cứ khai thác cái chuyện đó. Và lần này đó thì cũng vậy luôn. Cho nên trong cái bài diễn văn thông điệp liên bang vào năm ngoái ông Joe Biden ông cũng đọc bài diễn văn ông nói trong phòng này nè nó có những cái chính khách ông nói ai nhưng mà người ta biết là chính khách cộng hòa đó là họ cứ đòi cách cái social security vân vân thì là Marjorie Mar Mar Taylor Green với mấy tay kia giống như ngồi nhảy phải lửa no 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 chúng tôi đâu có làm về đâu thì ông Joe Biden nói vậy hả ừ vậy hả? Tôi, hả? tôi, tôi, <laughs> yeah, tôi, tôi, kia <laughs> Cử, cứng này kia đó rồi ông còn nói rằng là muốn không tới văn phòng tòa bị đốc tôi chưa coi nè, nếu thằng nào nó nó là cấp cấp gì đó đó là cái 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 chuyện như vậy cho nên lần này cũng nguy hệt vậy thôi và cái câu hỏi là ra thì Donald Trump là không có nói năng gì hết cũng kiểu mà lững lờ lững lờ này kia nhưng mà chính quyền của Joe Biden thì à, À, mà, là gọi là cương quyết bảo vệ nhưng mà trong gần đây đó cũng nói rằng là những cái việc mà uh, người dân phải chờ đợi là uh, phải được nhận uh, tiền uh, gọi là sơ sơ kim mỗi tháng đó là uh, có thể là phải bị cách cho nên nó nó gây ra cái sự mà gọi là là là, là phản ứng của nhiều người dân uh, như vậy trong một cái chương trình uh, mới đây trên đài CNBC uh, tháng 11 đó thì uh, uh, Donald Trump cũng đưa biện vận oh, cái việc quản trị tài chính nó, nó thâm thủng nó thất bại thì nọ kia không cho nên có những cái điều đó là mà chúng ta phải cần xét lại tức là ngụ ý để biện minh cho sau này nếu mà có uh, cắt bớt cái, cái việc mà chi tiêu như vậy tại vì họ mục đích của bên phe cộng hòa là nó chỉ làm làm sao cho cái giới nhà giàu được thôi còn mà đối với đại đa số dân chúng nó không cần 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 biết như vậy còn phía bên của uh, ông chính quyền Joe Biden nói thẳng không tôi phải bảo vệ tôi chỉ đóng thuế bắt đóng thuế nhiều hơn chứ tôi không cắt thuế những ai mà làm trên 400.000, ngàn nữa là tôi phải vậy phải bắt đóng thêm như vậy cho nên cái đó là lý do mà tại sao cái giới nhà giàu đó nó 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 sẵn sàng ủng hộ cho ông Trump nhiều hơn và trong cái cuộc mà gây quỹ à, tại Malago mà trong một bữa gây quỹ đó được lên đến 50 triệu đó là tại vì Donald Trump nói rằng là tôi mà là tổng thống đó, tôi sẽ cắt thuế nữa cho quý vị nữa cho nên mấy ông tỷ phú đó ông chỉ còn có con đường lựa chọn là ông theo với lời Donald Trump rất may là trong cái vụ này Đa số người dân họ nhìn thấy được Và những người dân mà cao niên Họ nhìn thấy được Chứ nó không phải như Trong cái vấn đề kinh tế đó Đa số người dân đó họ không có nhìn thấy Cho nên họ mới đưa ra những cái nhận định qua cuộc thăm dò Nói rằng là nền kinh tế dưới thời trung khá hơn Thì mới đây Trong một cái cuộc Thăm dò mới nhất Của tạp chí Newsweek Họ phỏng vấn là 4.000 người đó trong 2 ngày là 6 và 7 tháng tháng 4 vừa qua thì người ta hỏi rằng là quý vị tin tưởng ai hơn ông Trump hay ông Biden á, rằng là về cái cái vấn đề này thì họ nói rằng đó là 41% họ tin tưởng ông Biden chỉ có 36% là họ tin tưởng Trump mà thôi. Còn 12% còn lại đó thì họ nói là tôi không có có biết. Thì Họ tin tưởng ông Trump về cái việc mà giải quyết Social Security không bằng là cái số người tin tưởng ông, ông Joe Biden tức là ông sẽ bảo vệ cái quỹ này để cho có thể cung ứng tiền bạc cho người già. Trong thực tế đó thì các chuyên gia họ tin đoán là trong vòng 10 năm hay 20 năm nữa thì cái quỹ Social Security đó nó sẽ không có còn dồi dào nữa nó sẽ phải đi đến những cái biện pháp nào đó chúng ta chưa biết lý do đơn giản là sao cái số người già lĩnh tiền hưu đó nó càng ngày nó càng tăng tại vì hội già họ, cái baby họ, rồi họ, họ có tiếp tục sống cho nên mà cái số người trẻ đó tiếp tục phải đi đóng nó đó, có thể phải đóng nhiều hơn thì đây là một cái cái vấn nạn rất là lớn thì uh, chúng ta chưa biết là sau này đó là chính phủ phải đi đến cái giải pháp nào nay đây không phải là là cái, cái vấn nạn cho nước Mỹ mà vấn nạn cho khắp nước nơi trên thế giới chẳng hạn như là quý vị biết chuyện bên Tây đó bên Pháp đó thì uh, trước đây đó thì họ ra cái quy luật là cho cái người 62 tuổi được về hưu rồi mà trong khi bên Mỹ mình đó là 66 tuổi mấy lần xong lần đó cho nên mới đây là ông tổng thống Macron ông đưa ra cái đạo luật là nâng lên là 64 để nghĩa là bớt đi cái cái chi phí vậy mà dân chúng pháp nó xuống đồng nó biểu tình rầm tình quá rồi dạ. nhưng mà thì dạ. bây giờ đó chúng ta chưa biết là trong tương lai cái vấn đề social security đó cái quỹ đó nó nó sẽ giải quyết như thế nào và cái vấn nạn đó cái đó là cái điều không thể tránh khỏi rồi nhưng mà ở đây nó có một cái sự chọn lựa giữa um, hai cái 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 đường lối của đảng cộng hòa và đảng uh, dân chủ trong một cái góc cạnh nào trong cái góc trong một cái cạnh nào đó, đó thì chúng ta thấy cái cuộc thăm dò này nó là một cái dấu hiệu hứa hẹn tốt đẹp hơn cho ông Joe Biden khi mà đa số những người dân, đặc biệt là những người mà đã hoặc sắp sửa hưởng tiền già, những người cao niên đó, mà họ tin tưởng với ông uh, chính quyền Joe Biden hơn là Donald Trump đó, thì nó có cái lợi thứ nhất là cái giới mà giới cao niên đó thì họ sẽ siêng năng đi bầu hơn là cái giới trẻ và cho đến cuộc bầu cử năm 2020 đó thì là ông Joe Biden được cái lợi thế là số phiếu của nữ giới cao hơn uh, số phiếu ủng hộ cho uh, Trump, số phiếu của giới trẻ và thành phần uh, gốc di dân uh, ủng hộ cho ông Biden cũng cao hơn Trump. Chỉ có cái giới cao niên đó thì họ bỏ phiếu cho Trump nhiều hơn ông Joe Biden một chút xíu. Và giờ đây đó, nếu như có một cái sự chuyển hướng này đó và cái số cử tri cao niên mà tin tưởng ông Joe Biden hơn đó, thì nó có thể làm cho cái cán cân nó sẽ có lợi cho ông Joe Biden, Joe Biden hơn. nhiều hơn yeah. mà trong một cái cuộc bầu cử mà gọi là khít khao ngang ngửa mà nhiều chuyên gia cho rằng là cái cuộc bầu cử năm 2024 này nó cũng sẽ khít khao ngang ngửa như vậy đó chỉ cần đó là 1-2% cái cử tri trước đây ủng hộ mình mà bỏ rơi quay sang ủng hộ bên kia đó thì nó sẽ dẫn đến một cái kết quả thay lớn thay đổi rất là lớn. Trong những tuần lễ vừa qua đó quý vị đã nghe nói đến một vài bài nói rằng là có thể là tổng thống Joe Biden kỳ này sẽ mất đi cái sự ủng hộ của cử tri giới trẻ so với năm 2020 bởi vì cái giới trẻ trong đó có những cái thành phần mà cấp tiến đó, họ không có đồng tình với cái việc mà chính quyền Biden ủng hộ do Thái trong cái cuộc chiến uh, Gaza <laughs> cho nên họ sẽ nằm nhà họ sẽ không có họ bỏ phiếu gọi là non commit vân vân nhưng mà thật sự ra đó cái đó nó chỉ nói lên cái phản ứng của cái giới trẻ họ quá lý tưởng đi họ nói vậy nhưng mà nếu mà suy nghĩ lại đó họ sẽ thấy rằng là nếu như mà họ không ủng hộ ông Joe Biden đó, thì để Donald Trump lên làm tổng thống đó, thì nó còn hại hơn cho cái giới Palestine nó còn hại hơn cho cái giới trẻ nhiều hơn nữa cho nên và trong từ đây cho đến tháng 11 đó, chúng ta thấy xuyên qua những cái lời lẽ những cái hành động của tổng thống Joe Biden áp lực lên chính quyền của ông Benjamin Netanyahu là không có nên tiếp tục đàn áp nữa đó thì nó dần dần nó sẽ thay đổi cái nhìn của giới trẻ nó không có còn mà gọi là chê trách ông Joe Biden nặng nề như hiện nay nữa Đúng. và do đó cái số giới trẻ đó nó không có thật sự là bỏ rơi ông Joe Biden mà chắc chắn số giới trẻ nó cũng không quay sang ủng hộ cho Donald Trump Đúng. tuy nhiên khi mà cái giới cao niên mà họ tin tưởng rằng là chính quyền Biden đó, bảo vệ cho cái thể chế social security hơn là ông Donald Trump và họ sẽ đi bỏ phiếu để mà họ bảo vệ quyền lợi đó thì đây là một cái dấu hiệu rất rất là tốt cho cái triển vọng đắc cử của ông Joe Biden trong kỳ bầu cử năm nay xin trở lại với anh Mùi Dạ thưa anh cũng còn khá dài rồi thưa anh à, còn được kết luận vấn đề social security tức là tiền án trên xã hội đó, thì trong đó ít nhất có 7, 70 triệu người là ảnh hưởng trong vấn đề này tức là người già người hưu trí người khuyết tật vân vân thì uh, hy vọng rằng là có thể rằng là về vấn đề để giải quyết đối với, với phía dân chủ đặc biệt là chính quyền của Joe Biden làm sáng tạo hơn. À, thì tuy nhiên thì cái tổng nói chung đó thì thấy cái vấn đề này mình có thể là mình thua rồi. Vừa rồi ông uh, uh, tuyên bố trên uh, cái tờ mà uh, tờ bảo thủ, trang web bảo thủ là Breitbart thì ông ta nói Để. thế này: Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm tổn hại cho đến cái tiền án trên xã hội cũng giống như Medicare, uh, tức là Obamacare đó. Và ông đã ông đã vừa mới đây thôi ông bộ bố rằng à, thôi như vậy Obamacare cực để cho nó 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 hoạt động như vậy đi thì điều mà người ta nói thế này ông Donald Đô Trump nói một đường là một nẻo tự anh đó là kết luận của <cười> <cười> dạ. cảm ơn mà rất là nhiều những người tin tức mà có lời cho cộng đồng ngày hôm nay dạ không biết anh còn gì nữa hay không dạ xin mời anh cảm ơn, cảm ơn anh. anh Mùi đã góp phần chia sẻ cái điều đó đoàn Thâm nói dối nói lệch lòng thì <laughs> chúng ta đã nói rồi chỉ mới cái vấn đề mà gọi là bị phá thai đã nói dối đến 15 lần rồi cho nên không có phải là cái chuyện gì mới lạ nữa tuy nhiên trong cái cương vị của người làm truyền thông chúng ta phải nhắc lại cái điều này để một lần nữa chúng ta kêu gọi những cái người mà gọi là được, uh, tiếp tục mà gọi là tin vào những cái lời lẽ của Trump tiếp tục cuồng Trump tiếp tục tôn trung tâm làm ơn đi tỉnh ngủ đi quý vị đọc những cái thông tin đó và ngay cả những ai mà không có uh, uh, đồng ý với cái nhận định của chúng tôi đó một lần nữa trên cái làn sóng này Mời <laughs> là kêu gọi yeah. quý vị đó bắn tiếng đi uh, hoặc là anh mùi hoặc là anh Nguyễn Xuân yeah. Nam hoặc là cá nhân chúng tôi nhận được chúng tôi sẽ dành tất cả những cái dễ giải mời quý vị lên trên chương trình để mà quý vị có tiếng nói và chúng ta sẽ thảo luận một cách rất là công khai rõ ràng điều này Xin dạ cảm ơn sự chú ý theo Dạ thưa anh, thưa, anh, thưa anh em em cũng có nói rồi cái em cũng thiếu quý vị rồi nếu như mà quý vị nhận lời mời của anh Mai Loan thì quý vị uh, cho cho anh Mai Loan biết và cho cho em để em sắp xếp cái, cái, cái chương trình dạ và dạ. một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình theo dòng thời sự của nhà báo Mai Loan và không quên chúc quý vị luôn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc và xin chào anh Dạ vâng xin kính chào